Em đang thấy có người, không biết là nhà mình đã gọi thành viên dậy hết chưa ạ? Nhà mình gọi thành viên dậy luôn nha. Chương trình của chúng ta bắt đầu từ 4:45 cơ ạ. Mình bây giờ mọi người đang thấy như thế nào ạ? Đang rất là háo hức cô chị ạ. Cảm ơn Việt ạ. Chị Việt ơi. Ơi. Em chẳng hiểu tại sao 3:33 em mở mắt một phát, xong rồi đến lúc gọi là 4:33 chị vừa nhắn tin là cả nhà mình dậy đi phát thì em mở mắt luôn. Sau rồi em báo thức em đặt là 4:40 nhưng mà 3:33 phát mở mắt luôn. Cái con số 33 nó cứ ở trong đầu ấy. Nó trong đầu em. 33 của anh chạy luôn. Không hiểu kiểu gì. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi sáng an lành. Áo dài, áo quên màn hình với. Dạ được rồi ạ, em mời chị Chi ạ. Vì là vừa mới ngồi thiền xong chưa kịp thay áo, bây giờ sẽ đi thay áo đẹp đây chị Minh Đồng nha. Cho chị tại Việt Nam nhé, cái này chị tại Việt Nam ạ. Dạ được rồi ạ, em mời chị bắt đầu ạ. Chị vẫn chưa chia sẻ được mình. Rồi ạ, chị chia sẻ đi ạ. Cảm ơn em. Chào cả nhà. Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta trong hành trình. Thì em nghĩ là cả nhà mình đã rất là háo hức dậy rất sáng sớm. Hôm nay thì em cũng đã thấy mọi người vào rất là sớm rồi. Bây giờ em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình về chương trình hôm nay. Mình nhìn thấy chưa? Dạ được rồi ạ. Chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ 4:45. Và 4:30 thì bình thường sẽ mở Zoom. 4:45 đến 4:55 sẽ có phần Hiểu và Thương, văn hóa buổi học giới thiệu chương trình. Hiểu và Thương này thì hiện tại đang làm đơn giản thôi, bởi vì chúng ta sẽ còn quãng thời gian dài với nhau trong hành trình nữa. Cho nên là nhà mình sẽ chỉ chào nhau buổi sáng ở trên ô chat thôi ạ. Sau đó từ 4:55 đến 5:55 chúng ta sẽ có phần chia sẻ của trưởng dự án trí tuệ Việt Nam Đỗ Quang Minh về văn hóa và con người trong hành trình, năm cấp độ văn hóa đọc, tổng quan 9 bước tự học tự rèn. Tất cả những phần này chúng ta sẽ được thực hành rất là kỹ lưỡng trong
hành trình này của chúng ta. Và từ 4:55 trở đi thì chúng ta sẽ có phần hỏi và đáp, đặc biệt cụ thể liên quan đến phần hướng dẫn làm bài và trả bài trên Facebook. Đó. Tầm 6 giờ là chúng ta sẽ kết thúc chương trình chính thức. Nhưng mà từ 6 giờ trở đi, nếu mà ai còn thời gian, chúng ta có thể ở lại để chia sẻ tiếp, đặt câu hỏi tiếp. Và ban tổ chức sẵn sàng giải đáp ạ. Đó là sơ lược khung chương trình ngày hôm nay. Hôm qua thì em đã gửi cho cả nhà cái bức ảnh này. Nhà mình có hết rồi đúng không ạ? Đây là văn hóa buổi học 4S. Và văn hóa này chúng ta sẽ sử dụng, văn hóa sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt hành trình. Thứ nhất là văn hóa sổ bút. Thì trong tất cả các buổi học hay kể cả những buổi họp của hành trình kiến tạo văn hóa đọc, chúng ta đều cần có sổ bút để chúng ta ghi nhớ thông tin quan trọng và thể hiện cái sự nghiêm túc của chúng ta trong hành trình này. Có sổ bút thì chúng ta cũng có thể ghi chép được những điều mà chuyên gia chia sẻ một cách nhanh nhất, và chúng ta có thể thứ nhất là lưu lại thông tin ngay lập tức này, thứ hai là chúng ta có thể lưu giữ thông tin sau này để chúng ta có thể tra cứu lại. Đấy là cuốn văn hóa sổ bút. Và trong đầu hành trình thì em cũng có nhắc cả nhà là chúng ta sẽ chuẩn bị một cuốn sổ nhật ký hành trình. Thì cuốn sổ này, hai cuốn sổ này có thể là một được. Đấy. Thứ hai là văn hóa của sự hiện diện. Thì chúng ta, cả nhà mình mở camera nha, và chúng ta sẽ ngồi ở một chỗ yên tĩnh, tập trung trọn vẹn trong buổi học. Cái sự hiện diện thân và tâm rất quan trọng. Khi mà chúng ta mở camera, chúng ta sẽ có một cái tinh thần nghiêm túc hơn trong quá trình chúng ta học, chúng ta tiếp nhận các thông tin trong hành trình. Thứ ba là văn hóa sẵn sàng. Thì chúng ta sẽ đúng giờ vào và đúng giờ về, chuẩn bị tài liệu cho nội dung buổi học và sắp xếp các công việc khác để tập tâm vào những buổi học. Thì hiện tại chúng ta đang mở Zoom vào lúc 4:30 để cho thành viên vào. Nhưng mà sau này thì chúng ta có thể đẩy Zoom, mở Zoom sớm hơn. Như sáng nay em mở Zoom lúc 4:15 đã thấy có rất nhiều thành viên vào rồi. Đấy ạ, nhà mình dậy rất là sớm để chăm chỉ học. Và cuối cùng là văn hóa của cam kết. Thì sau một buổi học chúng ta có rất nhiều thông tin. Chúng ta sẽ ghi lại những ý chính của buổi học đấy, cũng như là suy ngẫm xem là chúng ta sẽ áp dụng cái điều gì trong cuộc sống để cho cái buổi học đấy của chúng ta thật là trọn vẹn, kiến thức trọn vẹn. Thì chúng ta cần có áp dụng kiến thức sau buổi học, chứ không để ghi xong rồi lại quên. Đó. Thì ban tổ chức, thành viên ban tổ chức sẽ hướng dẫn các thành viên nhà mình vào Zoom này và đổi tên rồi là điểm danh thành viên nhà mình nha. Còn nếu ai có câu hỏi khác gì xuống dưới này thì sẽ chat vào ô chat giúp em, và em sẽ trả lời cho mẹ ạ. Vâng, bây giờ vừa đến 4:56 rồi, 5:57 rồi. Thì xin mời Minh sẽ chia sẻ cho chúng ta về tổng quan hành trình, văn hóa và con người, về các cấp độ văn hóa đọc và 9 bước tự rèn. Mời Minh ạ. Minh xin chào tất cả các anh chị và tất cả các thầy cô giáo. Chúc cho cả làng sẽ có một cái ngày mới nhiều năng lượng, nhiều bài học. Và ngày hôm nay thì là cái ngày mà miền Bắc đang thay đổi thời tiết, đúng không ạ? Và hy vọng rằng anh chị em sẽ vẫn giữ được sức khỏe tốt để mình có thể là học tập và giảng dạy, cũng như là công tác làm lan tỏa văn hóa đọc. Rồi ạ, thì ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên mà chúng ta cùng nhau bước vào cái hành trình, những cái buổi học đầu tiên của K2 văn hóa đọc. Và ngày nay thì mình nghĩ rằng là cái câu chuyện là cái buổi ngày hôm nay thì nội hàm của nó thì rất là nhiều, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng nén nó khoảng gần trong một tiếng đồng hồ để chia sẻ với tất cả anh chị em về những cái gần như là theo suốt hành trình này của mình luôn. Nó sẽ là một cái xuyên suốt trong tất cả hành trình này của mình. Và cái việc đọc sách hay là cái việc chúng ta đi học tập,
Thì ngày trước giờ thì chúng ta chỉ nghĩ đơn giản, có thể là chỉ đơn giản là chúng ta mua quyển sách, chúng ta đọc và chúng ta học, và chúng ta thấy cái điều gì hay ho thì chúng ta ứng dụng. Chúng ta chỉ nghĩ đơn giản như vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau bàn luận một số khía cạnh khác, một số cái quy trình khác, và cũng có thể là nó sẽ mở ra một cái con đường mới cho tất cả anh chị em mình cùng nhau rèn luyện. Mình xin phép được chia sẻ màn hình nha. Rồi, cả nhà mình nhìn thấy rồi đúng không ạ? Ok. Rồi, cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với nhà mình về cái con người, hành trình, tất cả mọi thứ ngày hôm nay của chúng ta ở đây. Thì ở trong hành trình của mình có một cái phương châm là đội nhóm đoàn kết này, thì quan trọng đội nhóm thành công. Thì cái điều này là cái điều mà, bởi vì tại vì sao nó lại sinh ra cái câu này ạ? Bởi vì khi mà chúng ta đi vào với nhau trong hành trình thì nó có một cái đặc điểm là thường thì con người ta ai cũng có những cái gọi là ích kỷ này, cũng có những cái sự đố kỵ này, và đặc biệt là cái tôi của mình nó sẽ thường xuyên nổi lên trong quá trình chúng ta bị nhóm. Và thường là cái tôi này nó thường bao biện một lý do rằng là cái đó là tôi muốn nghĩ cho tổ chức. Đó, tại cái đó là tôi muốn tổ chức nên tôi muốn anh phải làm cái này cái kia. Và thường thì trong những cái buổi họp thì mọi người thường là lấy cái lý do đó để thể hiện cái cá tính của mình và để thể hiện cái sự cái đòi hỏi của mình. Nhưng bản chất ngầm của cái điều đó, bản chất là nó cái tôi của mình nó muốn thể hiện thôi, chứ không hẳn là nó muốn đội nhóm. Cho nên cái câu này cái câu mà giúp cho đội nhóm gắn kết hơn, giúp cho mỗi một người tự soi lại thực chính mình. Và trong khi mà chúng ta làm việc nhóm, cái môi trường ở chúng ta làm việc ở đây cũng như vậy, là anh chị em mình sẽ chúng ta cùng nhau nhìn một cái khía cạnh là thế nào để đội nhóm của chúng ta gắn kết nó quan trọng hơn nhiều so với việc là đội nhóm chúng ta phải đạt một kết quả gì đó thực sự mỹ mãn, hay là đội nhóm của chúng ta sẽ phải có quá nhiều thứ, những cái bài học hay gì đó chẳng hạn. Bởi vì nếu như chúng ta o ép nhau quá về câu chuyện là làm thế nào để chúng ta có thể thành công hơn, hay làm thế nào để chúng ta có thể có được kết quả hơn, thì đôi khi chúng ta sẵn sàng loại bỏ và bỏ lại phía sau một số anh chị em mình không có được kết quả tốt, thì điều đó nó sẽ không tạo được một cái sức mạnh tập thể. Thì đấy chính là cái câu chuyện đầu tiên. Cái thứ hai là ở đây thì chúng ta có một cái nhân duyên là hơn 500 anh chị em chúng ta đã có mặt ở hành trình này, đúng không ạ? Buổi khai giảng thì chúng ta có hơn 600. Và tất nhiên rồi, mình cũng có chia sẻ với anh chị em trong ban tổ chức là gì? Là yên tâm đi, trong tuần đầu tiên này sẽ có đâu đó khoảng tầm 10% nữa anh chị em mình sẽ dừng lại. Vì sao? Vì khi mà không chạm được với ba lời thề, khi không chạm được với văn hóa hành trình, và khi không chạm với cái chi hướng của hành trình này thì mọi người sẽ dừng lại. Và điều đó là điều tốt, chứ không phải là điều, không phải là vấn đề gì cả. Bởi vì sao? Khi chúng ta không hợp với nhau thì chúng ta rõ ràng là chúng ta nên dừng lại, và chúng ta tôn trọng quyết định của nhau. Và mình tin rằng là hơn 500 anh chị em đang có mặt ở đây là những người một phần nào đó đồng cảm được với chí hướng của hành trình, đồng cảm được với cái giá trị của hành trình, và đặc biệt là đồng cảm với những cái lời cam kết mà chúng ta đã thực hiện. Thế thì khi chúng ta đang đồng cảm với nhau rồi thì mình tạm gọi rằng là chúng ta đang có một cái chữ duyên với nhau. Và từ đó thì mình có sinh ra được một cái bài thơ muốn dành tặng cho tất cả anh chị em ở đây. Đấy chính là: từ đâu ta có duyên gặp gỡ, kết bạn thân bằng chớ làm ngơ, bạn đó tôi đây cùng cha mẹ từ khi trái đất thuở ban sơ. Tại sao chúng ta lại mình đặt một câu hỏi rằng là có lẽ vì một cái lý do nào đó, một cái nguyên do nào đó khiến cho tại sao không phải là 500 anh chị em khác, hơn 500 anh chị em khác, mà lại là những 500 anh chị em ở đây. Thì rõ ràng là chúng ta có một cái duyên nào đó. Và cái duyên đầu tiên như chúng ta đã nói, đã thấy rất rõ rồi, là chúng ta có một cái sự đồng cảm vào đó với chí hướng hành trình. Đấy là cái duyên đầu tiên, đúng không ạ? Và chúng ta kết bạn với nhau. Và ở đây chúng ta là những người đã, anh chị em nào đi trước thì sẽ thắt bước cho những người đi sau. Và có một cái điều quan trọng muốn chia sẻ với nhau mình là bản thân anh chị em cho ban tổ chức hành trình chỉ là những người đi trước và thắp đuốc, chứ không phải là những người giỏi hơn tất cả anh chị em ở đây. Chúng ta để ý này, giống như một cái ngọn lửa, bây giờ mình có một cái que diêm, một que diêm đang có lửa, và tất cả anh chị em ở đây đang làm một rất là nhiều những cái cục củi khô. Và khi mình chỉ cần cho một ít cái lửa mà mình đang có vào đống củi khô này của anh chị, thì anh chị sẽ bùng cháy, và cái đám lửa của anh chị sẽ lớn hơn đám lửa cái ngọn lửa ban đầu của mình rất là nhiều. Và cái hình ảnh ngọn lửa và củi khô ở đây nó có một cái biểu tượng như thế nào ạ?
Đó chính là người đi trước chỉ là cái người thắp đuốc, chỉ là người truyền lửa, chỉ là người truyền năng lượng, chỉ là một cái sự nối tiếp của nhân duyên thôi. Chứ không có nói lên rằng là cái ngọn lửa lúc trước nó sẽ lớn hơn ngọn lửa lúc sau. Mà đôi khi ngọn lửa sau bao giờ cũng bùng cháy nhiều hơn ngọn lửa đi trước. Nhà mình đồng ý không ạ? Cái que zin ban đầu nó chỉ là một nhóm như thế này thôi. Nhưng nếu như que zin đó mà tiếp lửa cho một cái đống củi khô, thì đống củi khô đó sẽ trở thành một cái gọi là nguồn năng lượng cháy cực kỳ rực rỡ. Đúng không nào? Thì mình tin một điều rằng là tất cả anh chị em và ban tổ chức ở đây chỉ là những người thắp đuốc đi trước và những người truyền lửa và truyền năng lượng như một sự tiếp nối tự nhiên của cuộc sống. Chứ không có gì là phức tạp, không có gì là phải thể hiện rằng là mình là cái người hơn người khác đâu ạ. Thì mình tin rằng là khi chúng ta có cái tư duy này thì chúng ta sẽ rất thoải mái trong câu chuyện chúng ta chia sẻ. Và mình cũng như vậy. Bản thân tin, mình tin rằng là trong số tất cả hơn 500 anh chị em ở đây có những anh chị em có nhiều kinh nghiệm hơn mình, có nhiều cái góc nhìn sâu sắc hơn mình và cũng có nhiều cái sự trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn mình. Và khi mình nghĩ rằng là cái việc mà mình chia sẻ ngày hôm nay nó chỉ là cái sự tiếp nối của những thứ gì mà cuộc sống ban tặng và mình tiếp nối cho những người khác, chứ mình không có coi rằng là những thứ của mình nói là những thứ hay, hay là những thứ mình nói là những thứ người khác phải nghe, hay là những thứ mình nói người khác phải đón nhận một cách rộng mở. Mà mình chỉ đơn giản là những thứ gì mình biết, những thứ gì mình cảm thấy cần thiết cho cuộc sống thì mình gọi là tiếp tục tiếp nối nó cho những người khác thôi. Và mình tin rằng tất cả anh chị em ở đây hãy đón nhận nó như một cái ngọn lửa và mình đang có sẵn chất dẫn rồi, và chỉ cần những cái ngọn lửa đến với mình thôi là mình có thể bùng cháy theo cách của mình, được không ạ? Thế thì cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với nhà mình như vậy nha, là bạn đó tôi đây cùng cha mẹ, tức là gì, là người đi trước chỉ thắp đuốc người đi sau thôi, và chúng ta là những người anh em, là những người tiếp nối cho nhau. Và khởi thủy của mọi thứ, của mọi nguồn vũ trụ này, thì tất cả anh chị em ở đây chúng ta đều là những người anh em. Tại sao? Vì chúng ta cùng hít chung một bầu khí quyển, cùng uống chung một dòng nước, đúng không ạ? Và cùng được học thành bởi bốn nguyên tố là đất nước gió lửa, đúng không ạ? Tất cả chúng ta có những cấu trúc cơ thể hao hao như nhau, đều là con của người dân Việt Nam, cho nên là chúng ta ở đâu đó chúng ta có chung một nguồn gốc. Và tất cả những cái điểm chung đó chúng ta xác quyết với nhau rằng là chúng ta là những người anh em. Và từ rất lâu chứ không chỉ là bây giờ đó, cho nên là có một cái góc nhìn sâu xa như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ yêu thương đồng loại nhiều hơn. Có một cái câu trong, nếu như anh chị em mà có tìm hiểu về những lời dạy của cổ nhân ấy, thì cổ nhân có nói một câu rằng là bất cứ một chúng sinh nào trên trái đất này cứ gặp nhau là đã từng làm thân bằng quyến thuộc của nhau một vài kiếp sống nào đó. Nếu như mà nhà mình mà tìm hiểu một số lời dạy của cổ nhân ấy, thì cổ nhân đã nói câu này. Thì mình tin rằng là từ khi mà mình nghe được cái câu này là bất cứ một chúng sinh nào hay bất cứ một con vật nào, một loài người nào mà gặp được nhau trên trái đất này, nhìn thấy nhau thôi, hoặc là bay, hoặc là một con ruồi, con muỗi nó bay qua mình, thì nó đã đều là thân bằng quyến thuộc, tức là gì ạ? Đều đã từng làm người anh em, người bạn bè, người họ hàng của mình trong một cái kiếp sống nào đó trước đây rồi. Đó, thì cái câu này là cái câu mà có giá trị tâm linh rất lớn. Một số anh chị em mà mình, nếu như mình thấy cái câu này đúng đắn thì mình cảm thấy tự nhiên mình cảm thấy không muốn giết hại bất cứ một con vật nào nữa, mình không muốn gọi là làm tổn thương ai nữa cả, bởi vì mình tin rằng những người này đã từng là những người mà thân bằng quyến thuộc rồi. Nên cho nên là tất cả anh chị em, hơn 500 anh chị em ở đây, chúng ta đã từng làm gọi là thân bằng quyến thuộc của nhau rồi đấy nha. Nên chúng ta phải biết yêu thương và bảo vệ nhau. Thì cái điều đầu tiên là cái văn hóa của hành trình của mình như vậy. Mình chia sẻ rất ngắn gọn về câu chuyện của cái tinh thần đoàn kết quan trọng hơn đội nhóm thành công. Bởi vì sao lại cần phải đoàn kết? Bởi vì chúng ta đã là một người anh em, đã cùng nhau lên thuyền rồi thì phải bảo vệ nhau. Cái điều thứ hai đấy chính là tất cả những gì mà ban tổ chức chia sẻ ngày hôm nay với anh tất cả mọi người, nó không mang tính chất của một chương trình đào tạo, nó không mang có một tính chất chia sẻ của những người thầy chia sẻ với tất cả anh chị em, mà đều là những người anh em chia sẻ với nhau, nó khác rất nhiều, đúng không ạ? Và cái thứ hai đấy là chính là gì, là khi mà chúng ta chia sẻ như này thì chúng ta học hỏi với nhau rất nhiều, và bản thân mình hay tất cả anh chị em ban tổ chức cũng sẽ học hỏi từ hơn 500 anh chị em thành viên hành trình, chứ không phải là chỉ có một chiều, đúng không ạ? Nó sẽ có tính hai chiều. Đó, thì đấy chính là cái phần đầu tiên nha. Rồi, và để mà cái phần đoàn kết này được vận hành, thì trong hành trình của mình có một cái văn hóa, đấy chính là văn hóa định nghĩa thân ạ. Ở đây thì một số team mình đã hình thành cái văn hóa định nghĩa thân, thì mình cũng chia sẻ ngắn gọn về cái văn hóa này. Văn hóa định nghĩa thân
Đệ tức là huynh đệ, nhị tức là cái thân thứ hai, đúng không ạ? Nhị thân tức là cái thân thứ hai. Đệ nhị thân tức là gì ạ? Một cái người huynh đệ như là cái thân thứ hai của mình. Mình có cái thân là cái thân mình đang hiện hữu ở đây. Còn đệ nhị thân tức là một cái người anh em nữa. Cũng giống như kiểu là một cái khúc ruột của mình ạ. Đó. Thì đệ nhị thân tức là cái thân thứ hai của mình nha. Một người anh em như cái thân thứ hai của mình. Và đệ nhị thân thì chúng ta sẽ cùng nhau gọi là liên kết trở thành một khối. Ở đây như chúng ta thấy đấy. À, người A này thích khen người B thích khen người C thích khen người D và người D thích khen người E nha. Đấy, trở thành một vòng tròn gọi là vững bền. Đó, còn bình thường các mô hình thích khen khác thì là người A thích khen người B rồi người B lại thích khen lại, thì mô hình này thì nó lại thích khen vòng tròn để tạo ra một cái khối gắn kết. Và khi chúng ta áp dụng cái mô hình này thì chúng ta sẽ học cách cho đi bất điều kiện khi mình hỗ trợ cho người khác nhưng mình không nhận lại được sự quan tâm của họ nha. Tức là họ không có nghĩa vụ phải chăm sóc lại bạn, là chúng ta học được cách cho đi vô điều kiện. Đó. Tức là nó được gắn, cái mô hình này nó sẽ giúp cho chúng ta gì ạ? Biết cách phụng sự vô điều kiện nhé, học dần cái việc đó là chúng ta quan tâm một người, chăm sóc một người rồi người đấy sẽ tiếp tục chăm sóc những người khác và tiếp tục như vậy là một cái sự tiếp nối tự nhiên. Thì đấy chính là cái mô hình đệ nhị thân. Và một số cái gọi là nguyên tắc trong cái việc gọi là hỗ trợ nhóm đệ nhị thân đấy chính là gì? Nên người A thì hỗ trợ người B này, rồi người B hỗ trợ người C hỗ trợ người D, và cứ như vậy một vòng tròn khép kín tạo ra này. Cái nguyên tắc thứ hai là không hỗ trợ ngược lại, tức là người A thích khen người B thì người B sẽ tiếp tục để khen người C, chứ chúng ta không có hỗ trợ ngược lại nha. Rồi nguyên tắc thứ ba là không kén chọn đệ nhị thân của mình, mà bất cứ ai cũng có thể nâng đỡ và được nâng đỡ, nên đảm đệ nhị thân định kỳ để nhóm có thể hoạt động được, chăm sóc được chéo nhau. Thì ở đây thì nhà mình chúng ta hoạt động 2 tháng thì chúng ta có thể là 2 tuần một lần hoặc là 1 tháng một lần chúng ta đảo mô hình đệ nhị thân đi cho mọi thứ nó được tươi mới. Và nguyên tắc thứ tư là nội dung hỗ trợ không chỉ bó hẹp trong công việc hay học tập, mà tất cả những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống mình sẵn sàng nâng đỡ đồng đội của mình. Đó nha. Và cái mô hình này thì người trẻ thì vận hành rất tốt, còn tất nhiên là một số vấn đề hơi tế nhị một tí, ví dụ như là mình biết được rằng là ở đây anh chị em mình đang là những người có gia đình, thì cái việc mà nếu như mà mình đang thích care các người đệ nhị thân khác giới ấy, thì mình cũng lưu ý một tí, mình cũng có cái sự cân nhắc chừng mực cũng như mình có sự quan sát, bởi vì không phải ai cũng có cái sự thấu hiểu văn hóa. Nên một số ví dụ như đây là câu chuyện vui là ở trong cao một thì cũng có một số hiện tượng là một số thầy cô giáo hay là anh chị em mình đôi khi cũng gặp vấn đề trục trặc một tí, là khi mà mình thích care thì người bạn đời của mình lại hiểu nhầm chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải gọi là lưu ý một tí nha. Cái này mình nghĩ rằng mỗi người sẽ tự cân đối để làm sao đó nó không bị phiền phức nha. Rồi vì sắp tới thì chúng ta cũng phải tương tác với nhau khá là nhiều, thì mong rằng là nếu anh chị em ở đây mà mình có thể chia sẻ được với gia đình hay là những người thân xung quanh của mình được, để cho họ hiểu cái câu chuyện này thì nó rất là ổn nha. Nếu như mình đang phải cái đệ nhị thân của mình là thích care cái người mà là cái người mà không là cái người khác giới nha. Rồi thì đấy chính là mô hình đệ nhị thân. Rồi bây giờ nhà mình, những ai mà anh chị em nào mà mình đã có một đệ nhị thân rồi, ở đây mình biết rằng là một số nhóm đã có chia đệ nhị thân rồi, một số nhóm thì chưa, tí nữa thì sẽ có bài tập. Thì nếu như nhóm nào mà đã có mô hình đệ nhị thân rồi thì xin phép tất cả anh chị em mình gõ tên cái người đệ nhị thân mà mình đang hỗ trợ chăm sóc lên trên ô chat được không ạ? Nếu như nhóm nào mà đã có rồi thì mình gõ tên người đệ nhị thân mình được không ạ? Hãy gọi tên tôi. Rồi, đã có những người bạn đầu tiên là Chi này. Đó, chị Trâm thì là ke chị Chi này. Rồi chị Hải Hà là ke chị thích ke chị Đào Hương này. Chị Tiệp là hỗ trợ cho chị Hạnh này. Chị Phương Anh hỗ trợ cho chị Thu Hà. Chị Hoa hỗ trợ cho chị Hồng. Chị Huyền Trang hỗ trợ cho chị Phương Nga. Chị Trang hỗ trợ cho chị Yến Hồ này. Anh Động Trường hỗ trợ cho chị Hồng Hạnh, chị Hoa, đệ nhị thân của chị Ngân, chị Quyên là chị Lê Thảo, chị Quê Linh là anh Huy. Đó, chúng ta nhớ được tên rồi đúng không ạ? Tránh trường hợp là chúng ta không nhớ tên.
cái việc mà chúng ta thích care đây người thân nó giúp cho chúng ta học cách quan tâm người khác một cách bớt điều kiện đi, bởi vì tại sao chúng ta chăm sóc con mình, chăm sóc chồng mình thì chúng ta gần như là chăm sóc rất là nhiệt tình, hỗ trợ được, nhưng người khác thì có thể khó hơn. Vì sao? Bởi vì chồng con mình thì đi cạnh mình và mình có một cái từ sở hữu là chồng mình, con mình, nên là mình mới chăm sóc được. Còn những người khác là những người mà mình tạm gọi là những người bạn mới quen, mà mình vẫn học cách chăm sóc sóc cái người mà mình không có nhiều tình cảm về mặt gọi là huyết thống, thì đó cũng là cách chúng ta đã bắt đầu những bước chân đầu tiên cho con đường phục sự, đúng không ạ? Rồi tiếp theo ạ, mình đi về cái câu tiếp theo nha. Rồi ở đây có một cái kim chỉ nam trong cái việc làm văn hóa đọc, kim chỉ nam trong việc làm văn hóa đọc với nhà mình, thì không biết nhà mình có nhớ không ạ? Văn hóa đọc thì cái kết quả của văn hóa đọc chính là gì ạ? Văn hóa đọc thì dẫn tới cái gì ạ? Nhà mình còn nhớ cái gọi là cái triết lý này không ạ? Văn hóa đọc thì dẫn đến cái gì ạ? Đây, đúng rồi, một số anh chị em mình đã trả lời được rồi ạ. Văn hóa đọc thì sẽ dẫn đến cái khả năng tự học. Bởi vì tại sao văn hóa đọc lại dẫn đến khả năng tự học? Đây là luận điểm rất là quan trọng. Vì ạ, có văn hóa đọc thì con người ta mới bắt biết cách tiếp nạp được cái thông tin đúng đắn. Và cái sự học ạ, cái sự học của mình thì nó bao gồm rất nhiều phương pháp khác nhau, đúng không ạ? Anh chị có thể là học thông qua nghe, thông qua nói, thông qua trải nghiệm, thông qua đọc sách, thông qua cái việc là thậm chí cũng có những người mà họ chỉ có học thông qua cái việc hồi tưởng lại những thứ gì mà đã qua thôi, học qua thông qua những cái trải nghiệm của họ. Có rất nhiều thứ để có thể là phương pháp học. Thế thì cái việc sự tự học nó lớn hơn cái văn hóa đọc. Văn hóa đọc là cánh cổng để mở toang ra cái sự tự học của từng người, nó là chìa khóa vạn năng, nó là một cái chìa khóa mở toang cái cánh cổng đi vào cái con đường tự học của từng người. Cho nên là cái văn hóa đọc nó là cái cánh cổng nha, đấy là con đường. Rồi có sự tự học thì sẽ có gì ạ? Có sự tự chủ, đúng không ạ? Cái này mình đã chia sẻ rồi, tức là có học tập, có rèn luyện thì mới có làm chủ được bản thân nha. Cái này là tự chủ, ở đây mình nói là cái góc độ của làm chủ bản thân, chứ không phải là tự học ở đây có nghĩa rằng là tự chủ ở đây có nghĩa rằng là mình làm chủ doanh nghiệp hay là mình làm chủ một cái thứ gì đấy ở thế giới bên ngoài nha. Mình đang nói thế giới bên trong, mình đang nói cái góc độ của việc rèn luyện bản thân nha. Đấy, để chúng ta hiểu cái góc độ như vậy là có sự tự học, có rèn luyện bản thân thì mới có làm chủ được bản thân, và có làm chủ được bản thân thì mới có sự tự do. Bởi vì khi không làm chủ được bản thân thì chúng ta sẽ làm nô lệ của rất nhiều những cái suy nghĩ, những cái tiếng nói nhỏ ở bên trong, đúng không ạ? Và có sự tự do thì mới có hạnh phúc trọn vẹn, đúng không ạ? Có sự tự do, cái hạnh phúc trọn vẹn thì đây là kim chỉ nam nha. Và mình cứ bám theo cái chỉ nam mình đi thôi, mình cứ thấy cuộc sống của mình nó mất tự do mình không có làm chủ được bản thân. Mình không có làm chủ được bản thân là do mình không có khả năng tự học, và mình không có khả năng tự học là hình như là do mình ít đọc sách. Đấy, thì mình cứ suy luận ngược thôi ạ. Mình đang không có hạnh phúc thì hình như mình đang thiếu tự do. Mình đang thiếu tự do hình như là mình chưa biết cách làm chủ được bản thân. Đó. À, ở đây có chị Lan Anh là xong chia sẻ của mình không nhìn thấy hết các từ nhỉ, khó ghi quá. Mình hiện dần dần chị ạ. Mình hiện dần dần cho mọi người ấy. Để đến cái chữ nào thì mình mới cho nó ra chữ đó thôi. Ok nha. Rồi, tại vì buổi khai giảng mình đã chia sẻ chủ đề này rồi nên là mình sẽ lướt qua nhanh nha. Tiếp này, mình ôn lại một chút kiến thức thôi. Rồi, ở đây ôn lại một chút cái tư tưởng này, cái tư tưởng của người làm cách mạng văn hóa đọc. Hôm nay có thời gian thì sẽ chia sẻ sâu hơn một tí với nhà mình về việc lan tỏa là người đi trước thắp bước người đi sau. Cái điều này là cái điều mà mình đã chia sẻ với nhà mình rồi, là khi mà bố đọc sách thì sẽ phải truyền cho con đọc sách, mẹ đọc sách thì sẽ phải thắp lửa cho gia đình đọc sách, thầy cô giáo đọc sách thì sẽ phải thắp lửa cho học sinh đọc sách thì sẽ phải gọi là thắp lửa cho bạn bè cùng nhau đọc sách. Tức là cứ người nọ mà đã đọc sách rồi thì phải truyền lửa tiếp cho người kia, nó là một cái sự nối tiếp. Nó cũng giống như việc là một cái vết dầu loang ấy cả nhà, là nó cứ loang ra như vậy, hoặc là cái hương thơm của hoa bồ công anh ấy ạ, là nó cứ bay đi khắp muôn nơi và nó cứ lan tỏa như vậy. Còn ở đây tại sao mình lại không dùng cái từ đám, từ tại vì ở đây thì đôi khi mình nói đến cái đám cháy nó bùng to thì nhìn mọi người lại thấy nó hơi bị hỏa hoạn tí, thì nó phải hơi sợ, nên là mình phải lấy một số cái ngôn từ khác.
Đó, nó kiểu như hoa bông công anh này, như vết dầu loang này, cái sự lan tỏa, đúng không ạ? Còn nếu như mà chúng ta xét về góc độ nào đó hơi tiêu cực tí và nhìn cái đám cháy rừng nhỉ, cái nhà này các bạn, nó chỉ cần một ngọn lửa ban đầu thôi, nó có thể là thiêu trụ, thiêu gọi là thiêu cháy được cả một cái khu rừng. Thì đấy là cái nguyên lý, nhưng mà mình nói điều đó thì nghe có vẻ hơi đau lòng một tí, phá hoại thiên nhiên đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái bản chất của vấn đề thì đây là điều rất là quan trọng. Người đi trước thắp đuốc người đi sau, và người đi trước ở đây chứ không gọi là người học giỏi hơn hay là không có gọi là người tốt hơn nha, mà chỉ là người đi trước thôi. Cái ngọn lửa ban đầu mà chúng ta đến với nhau nó chỉ là một cái ngọn lửa nhỏ thôi, nhưng hoàn toàn với 500 anh chị em, gần 600 anh chị em ở đây, chỉ cần một cái ngọn lửa ban đầu của hành trình thôi nó sẽ đã bùng cháy rồi. Thì đấy chính là cái giá trị của việc lan tỏa. Rồi, cái thứ hai là lấy công việc để tu rèn bản thân. Lấy công việc để tu rèn bản thân. Tất cả anh chị em ở đây hãy mượn công việc mà chúng ta làm văn hóa đọc hay làm bất cứ việc gì để chúng ta rèn luyện bản thân. Lấy nó là một cái phương tiện để chúng ta tu sửa bản thân. Đó, đấy là một cái triết lý cực kỳ quan trọng. Cho nên là thường là khi mà mình làm việc mọi người, mình thường là lấy công việc để đào tạo luôn, lấy công việc để anh em rèn luyện luôn. Đó, thay vì việc là mình cứ phải tách ra là việc học với việc hành nó riêng, thì lại tại sao chúng ta không học với hành là một luôn? Trong lúc học là chúng ta có hành, và trong lúc hành là có học luôn, thì nó đi đôi. Dạ. Rồi, cái thứ hai là về việc xây dựng đội nhóm, thì cái này đã nói rồi ạ. Ba lời thề. Cái ba lời thề này á, mình chia sẻ lại một chút. Nếu như nhà mình để ý á, thì nếu như chúng ta đã được biết về cái giá trị về ba gốc rễ là đạo đức, nghị lực, trí tuệ rồi ạ, thì như nhà mình thấy là ba lời thề này bản chất nó chỉ là cái đạo đức, nghị lực, trí tuệ thôi ạ. Học tập suốt đời tức là gì ạ? Lấy sự học là sự nghiệp, thì tức là gì ạ? Là cái cột trí tuệ đấy ạ. Trung thực đến tận cùng bản chất là cột nghị lực, đúng không ạ? Phụ sự vô điều kiện là cột đạo đức. Và ba cái lời thề này thì nó đi ra từ ba cái cột đạo đức, nghị lực và trí tuệ. Và cái hành trình của chúng ta thì đích đến cuối cùng của chúng ta thì cũng chỉ là vun bồi ba gốc rễ, đúng không ạ? Vun bồi những cái đạo đức sống con người, vun bồi cho chúng ta cái nghị lực sống vươn lên, vun bồi cho chúng ta cái trí tuệ để chúng ta có được cái góc nhìn đúng đắn trong đời sống, để chúng ta có được cái sự hiểu biết, và từ sự hiểu biết đó chúng ta lan truyền được cho nhiều người khác. Ba chữ này nói như thôi khó vô cùng nhá. Đấy, ví dụ như là khi nào anh chị em mình mệt mỏi nha, khi nào anh chị em mình mệt mỏi, đang đọc sách lười quá, chán quá, sau đó thì tự nhiên mình nhớ chết rồi, mình có lời thề học tập suốt đời. Và chính mỗi một lần mà anh chị em mệt mỏi, mình nhớ lại ba lời thề này giúp mình tin rằng nó sẽ có cái sức mạnh nội sinh nào đó bên trong con người anh chị. Anh chị nào có thử trải nghiệm đi, rồi sau này có những câu chuyện gì hay ho, là nhờ những cái lúc mà mình mệt mỏi, mình nhớ lại ba lời thề, tự nhiên có một động lực mình đi lên. Thì anh chị em nào mà có những cái trải nghiệm đó thì hãy chia sẻ với mọi người nhé, để tiếp tục lan truyền cái điều này. Là mỗi một lần mà mình mệt mỏi này, mình chán nản này, hoặc là mình khó khăn một cái điều gì đó, và tự nhiên mình nhớ về ba lời thề là mình đã cam kết với nhau trong hành trình này, và nhờ cái lời thề này tự nhiên mình nhớ lại nó, tự nhiên bên trong nội sinh của mình ấy, nó khởi sinh lên một cái sức mạnh nào đó, một cái giải pháp nào đó giúp cho mình vượt qua được cái khó khăn đó. Thì nếu như mà anh chị em có những câu chuyện như vậy sắp tới thì hãy chia sẻ với đồng đội, hãy chia sẻ với thành viên K2 nha, để chúng ta có thêm được những cái câu chuyện truyền cảm hứng nữa. Và bản thân của mình thì thực chứng cái việc này rất nhiều. Những cái lúc mà mình mệt mỏi, mình có những cái suy nghĩ muốn dừng lại, có suy nghĩ muốn lười biếng, muốn được sống ích kỷ. Đó, thì tự nhiên nhớ lại ba lời thề này là mọi thứ nó vui vẻ lại liền. Đó, ví dụ như là có rất nhiều người hiện tại thì, ví dụ như là mình cái từ học tập suốt đời đi. Khi nào mình cảm thấy mình lười biếng một tí, mình muốn dễ dỗi một tí với bản thân, muốn gọi là thả lỏng một tí, theo kiểu là nuông chiều một tí, chơi bời một tí, đấy, hôm nay không có đi học nữa, thì tự nhiên mình nhớ cái câu là mình học tập suốt đời, là tự nhiên mình lại quay lại mình học tập đó, chứ mình không có gọi là dễ đãi với bản thân. Cái thứ hai là trung thực đến tận cùng. Đó, có những lúc mà mình ngại nói ra những cái sự thật, mà sự thật đó nó không phải là thực sự là mọi người biết cái điều đó, thì nó không thực sự tốt lắm với chính bản thân mình, thì mình sẵn sàng là nói những cả cái thứ mà mình chưa đúng với mọi người, mình sẵn sàng nói cả những cái thứ mà mình còn yếu kém với mọi người. Thì đấy là hình thức mình đang trung thực với bản thân mình, và mình thấy rằng là cái sự trung thực nó sẽ khiến cho con người ta tự tin. Và cái người nào càng tự tin thì cái người đó tự tin một cách đúng nghĩa nhá, là người đó đang trung thực. Còn khi họ không trung thực thì cái sự tự tin của họ chỉ là giả mạo. Và rất nhiều anh chị em xây dựng cho mình cái hình ảnh rất đẹp, và mình thường xuyên phải cố gắng phải
thế này thế kia để giữ mãi cái hình ảnh đẹp đó với mọi người, thì mình chỉ sợ rằng là nó còn rất nhiều góc khuất khác mà mình đang che đậy đi, mình chưa dám cho mọi người, và mình luôn sợ một ngày nào đó cái khoảng trống đó, cái vết nhơ đó, hoặc là cái sự mà mình tạm gọi là cái điều không tốt đẹp đó nó được lộ hiển lộ ra, và mình cái sự tự tin đấy của mình nó cũng chỉ là tạm thời giả tạo đó. Cho nên là mình thấy nếu như chúng ta thực sự trung thực, chúng ta sẽ có sự tự tin. Cho nên nhiều người mới nói rằng là Minh ơi, bây giờ chị hoặc anh cảm thấy là thiếu tự tin chứ đám đông lắm. Em bảo là tất nhiên một cái người giỏi thì họ sẽ có sự tự tin, nhưng cấp độ cao nhất của sự tự tin là cái người đấy hoàn toàn trung thực. Anh biết cái gì, chị biết cái gì, chị chia sẻ cái đó. Chị không có giấu dốt, chị không có giấu việc là chị không có biết cái lĩnh vực này với lĩnh vực kia. Cái gì chị biết thì chị chia sẻ một cách hết mình. Cái gì không biết thì mình nói là tìm hiểu sau. Có cái gì chia sẻ cái đó thì cái người đó là người tự tin nhất. Còn mình cứ đợi mình biết nhiều thì mình mới chia sẻ thì mình mới có tự tin ạ. Thì cái tự tin đấy nó không có bền vững. Đó, tự tin đó thì nó có điều kiện. Tự tin một cái tự tin có điều kiện. Còn sự trung thực là tự tin không có điều kiện. Là bạn biết cái gì bạn chia sẻ cái đó. Đúng không? Bạn sống thật với con người của bạn thì bạn sẽ cực kỳ tự tin. Còn khi mà chúng ta không có sự trung thực với chính mình khó tự tin lắm cả nhà. Đúng không ạ? Giống như ngày trước mình hồi còn nhỏ là mình hay nói dối bố mẹ nhiều lắm. Đi chơi này, hay là thậm chí là hồi nhỏ là ăn trộm tiền của bố mẹ nữa. Đấy, thì không biết anh chị em ở đây có ai trải nghiệm đó giống mình không? Đấy, thì hồi nhỏ là chơi hàng xóm là bọn nó cứ xui mình là về nhà ăn trộm tiền của bố mẹ là để đi mua đồ này đồ kia chẳng hạn. Thì lúc nào mình cũng lén lút để sợ hãi. Gặp bố mẹ thôi là bắt đầu tim đập chân run rồi. Đấy, thì con người ta khi thiếu trung thực một cái là bắt đầu người ta thiếu tự tin ngay. Đó. Và cái cuối cùng là phụng sự vô điều kiện. Phụng sự vô điều kiện. Cái này là cái khó, cực kỳ khó, mình thấy khó vô cùng. Phụng sự vô điều kiện là cái thứ mà có lẽ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau học cả đời. Mình chỉ nói ví dụ này, ai đó nhờ mình một câu và mình nhăn mặt với họ là mình đang chưa thực sự phụng sự vô điều kiện, đúng không ạ? Ít nhất chúng ta không giúp được họ thì hãy cho họ một niềm vui. Nhà mình nhớ điều này giúp mình nha. Nếu như chúng ta ai đó nhờ chúng ta không giúp được họ thì hãy cho họ một niềm vui, là hãy có một cái lời từ chối trong một cái niềm vui, hãy từ chối họ trong một cái điều vui vẻ là bạn à, mình đang không giúp được bạn. Chứ mình không có cau mặt mình nói tao không giúp được mày đâu, đi chỗ khác đi. Cái điều này khó vô cùng, mình cảm thấy như vậy. Bởi vì có thể là mình sẽ, ví dụ như khi ai đó mà nhờ mình một điều gì đó chẳng hạn, cũng có lúc mà bên trong con người của mình nó cũng rất là hoan hỉ, nó rất là vui, nhưng cũng có lúc nó sẽ rất khó chịu. Nhưng mà thường thì bây giờ mình cũng có một cái năng lực rèn luyện một chút cái việc nhìn nhận nội tâm của mình, nên mình không thể hiện cau mày khó chịu ra bên ngoài thôi. Còn bên trong mình hiểu hơi ai hết là mình đang khó chịu. Đúng không ạ? Cho nên là mỗi một lần mình khó chịu thì mình nghĩ đúng rồi, mình đang thực hiện cái sứ mệnh phụng sự vô điều kiện, mà người khác có nhờ một điều nhỏ nhỏ như này thôi, mình không làm được thì mình vui vẻ mình nói rằng là mình không làm được, chứ cần nhất thiết gì là phải khó chịu cau mày lại, đúng không nào? Cái việc đấy là việc cực kỳ khó, nhưng mà khó thì mới đáng để làm nha. Mình nhấn mạnh là khó thì mới đáng để làm, còn dễ thì có lẽ không cần anh chị em 600 anh chị em đang có mặt ở đây sáng sớm dậy như này, đúng không ạ? Dậy như này là để làm cái thứ khó. Còn dạy như này mà để làm những thứ mà anh chị em đã làm được rồi thì thôi cứ ngủ cho nó ngon thôi, đúng không ạ? Rồi, công tác rèn luyện bản thân không bao giờ là dễ cả. Cái gì mà khó, lần sau nhà mình cũng có một câu giúp mình nhá. Việc gì khó thì việc đấy mới đáng để làm. Còn việc gì dễ là việc tất nhiên phải làm tốt nha. Việc dễ tất nhiên phải làm tốt, còn việc khó thì việc đó mới đáng để làm. Chứ không phải là chúng ta coi thường việc dễ nha. Rồi, việc dễ là tất nhiên phải làm tốt, còn việc khó thì đáng để làm. Rồi. Xong phần tư tưởng. Phần tư tưởng này chúng ta sẽ review nhiều lần lắm, nên là mình sẽ cứ mỗi ngày chúng ta đi một chút một. Rồi, tiếp theo là 5 cấp độ văn hóa đọc đây. Rồi, để chúng ta xem chúng ta đã đọc ở cấp độ nào nha. Đấy, đo lại bản thân mình trong hôm nay này. Một là ít học và ít đọc, cấp độ đầu tiên này. Không có ý thức học tập rèn luyện, chỉ đọc khi bắt buộc. Ví dụ như là ngày trước mình đi học thì thầy cô giáo yêu cầu mình là phải làm bài tập này bài tập kia, nghiên cứu tài liệu thì mình sẽ đọc. Còn nếu không thì mình cũng chẳng đọc. Ít học và ít đọc ở đây là đọc những thứ tinh hoa nhá. Chứ mình không có nói rằng là đọc báo, đọc Facebook, đọc những cái thông tin mà mọi người cảm thấy nó chỉ là mang tính chất thông tin thôi. Đọc những thứ gì mà nó mang tính chất có giá trị ạ. Đó, thì
cái cấp độ đầu tiên là ít học và ít đọc, và gần như là làm theo cái nghĩa vụ và cái yêu cầu mà mọi người mang trong mình thôi. Rồi, cấp độ thứ hai này là cấp độ có đọc đấy, và nhưng mà lại đọc gì ạ, đọc báo lá cải. Ở đây mình tạm gọi là đọc báo lá cải, tức là gì, đọc những cái thông tin tiêu cực, đọc nhiều quá nhiều chuyện ngôn tình. Đặc biệt là ở đây một số anh chị em mình, nếu như mà đang giảng dạy ở cấp độ cấp 2, cấp 3 ấy, là các bạn các học sinh cấp 2, cấp 3 đọc chuyện ngôn tình nhiều lắm. Ngày xưa mình cũng như vậy. Và cái chuyện ngôn tình vẫn nhớ như in là tại sao nó lại chạm đến mình, bởi vì lúc đó mình đang thích rất là nhiều, thích một vài bạn ấy. Đó, cho nên là khi mình đọc cái chuyện ngôn tình này, nó bị cuốn vào cái tâm lý của mình, nó khiến cho mình bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Và mình biết được rằng là nếu như bây giờ mình có một cái phương án nào đó để giúp cho các bạn ấy tự giải quyết được vấn đề, thì sau này bạn ấy sẽ không bị sa sút trong học tập, bởi vì mình đã có giai đoạn bị hơi bị gọi là vấn đề trong lúc gọi là tình yêu học đường đó. Thì cái chuyện ngôn tình này là cái câu chuyện mà nó lại ở ngoài đời sống rồi, nó đang là cái câu chuyện gọi là cần phải giải quyết rồi, về nhà lại đọc thêm cái chuyện ngôn tình nữa, thì nói thật với tất cả cả nhà là nó lại càng giống như kiểu làm cái vết thương, nó lại càng đau thêm. Cho nên là nếu như mà được thì mình hãy phải chuyển hóa cái phần này. Thì cấp độ thứ hai gọi là đọc báo lá cải là như vậy. Rồi cấp độ thứ ba là đọc sách nhiều nhưng không có ứng dụng, tức là chúng ta là một cái người mọt sách này, đọc nhiều mà không có thực hành trong cuộc sống, không có chuyển hóa. Đó, biết rất nhiều. Đó, và chúng ta nếu như chúng ta đọc cái cuốn Tôi Tự Học, anh chị em mà đọc trước, không biết là có anh chị em nào đọc trước chưa, thì bác Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã giải thích rất rõ giữa học và học thức nó khác nhau như nào rồi, đúng không? Một cái người có học thức thì có thể biết không nhiều nhưng thật biết những thứ gì mình đã biết. Cái câu đấy mình thấy rất hay của bác. Có thể là gì ạ, không biết nhiều thứ đúng không ạ, nhưng thật biết những thứ mình đã biết, thì đấy là một điều rất hay. Hay là mình cũng hay chia sẻ với mọi người cái điều là thay vì việc là chúng ta phải biết thêm nhiều thứ mới thì hãy làm mới những thứ gì mình đã biết. Đừng cố gắng để biết thêm nhiều thứ, đừng bị cố gắng để biết thêm nhiều thứ mới, mà hãy làm mới những gì mình đã biết. Làm mới những gì mình đã biết tức là gì ạ, chúng ta đã biết cái kiến thức này nhưng chúng ta đã đưa nó vào đời sống chưa, chúng ta đã gọi là đưa nó vào trong trải nghiệm của mình chưa, hay là mới chỉ biết ở dạng lý thuyết, dạng chung chung, gọi là dạng thông tin thôi, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái dạng thứ ba là đọc nhiều nhưng không có ứng dụng, tức là biết nhiều nhưng không thực sự biết quá sâu, đúng không ạ? Rồi cái dạng thứ tư là đọc và thực hành, tức là gì ạ, chúng ta có đọc sách, có thực hành trong đời sống, có kết quả thực, đúc kết lại kinh nghiệm và lan tỏa cho những người khác. Đó, đây là cấp độ thứ tư này, và đây chính là cấp độ mà chúng ta trong hành trình này của chúng ta hướng tới, đúng không ạ? Chúng ta có đọc sách, có thực hành ngoài đời sống, có đúc kết lại kinh nghiệm và có lan tỏa cho người khác, thì đến trong hành trình này của chúng ta sẽ tập trung vào cấp độ thứ tư nha. Rồi, và cấp độ cao nhất là gì? Đọc cuốn sách của chính mình trong mọi phút giây. Ở đây thì cái cấp độ 1, cấp độ thứ 2 và cấp độ thứ 3 ấy, là cuốn sách của người khác do những người thầy viết hoặc do người khác viết. Còn cuốn sách thứ 5 là cuốn sách do chính mình viết. Chúng ta phải đọc có một cái cuốn sách của chính mình. Và cuốn sách của chính mình thì không phải là cái cuốn sách chúng ta viết ra đâu ạ. Không phải cuốn sách vật lý đâu ạ. Mà cuốn sách này nó có... Nó có những điều gì quan trọng? Là gì, chúng ta phải luôn thận trọng quan sát được hành vi suy nghĩ của mình để sống hướng thiện, luôn hiểu mình và biết cách giữ mình. Thì đấy chính là cái cuốn sách hay nhất. Cái cuốn sách là cái cuốn sách mà cái tâm lý của mình ấy, là cuốn sách hay nhất. Đó, cho nên là ở đây trong cái cuốn sách là giáo dục và ý nghĩa cuộc sống này, cả nhà này. Trong cái cuốn sách giáo dục và ý nghĩa cuộc sống, mình đọc lại cho nhà mình một đoạn nha. Ở đây thì đây cái cuốn sách này, đó, cái cuốn sách giáo dục và ý nghĩa cuộc sống, thì trong này có một đoạn là người rốt nát không phải là người không có học thức, mà là người không hiểu biết về chính mình. Người có học thức sẽ là kẻ rốt nát nếu anh ta cứ dựa mãi vào sách vở, vào kiến thức và vào uy quyền để trao cho anh ta sự hiểu biết.
Sự hiểu biết chỉ đến với những ai hiểu rõ chính mình, nghĩa là với những ai nhận biết được toàn bộ diễn trình tâm lý của chính mình. Vì thế giáo dục theo ý nghĩa thực sự của từ này là hiểu biết về chính mình, bởi vì toàn bộ các cuộc sinh tồn được tập hợp lại bên trong của mỗi người. Điều này đều rất quan trọng. Đúng rồi, một số chị nói rằng nhật ký tâm thì đấy chính là một dạng của hiểu biết về chính mình đấy ạ. Hiểu biết về chính mình nha, là cái cuốn sách cực kỳ quan trọng và chúng ta phải đọc nó. Và không biết là anh chị em mình có tìm hiểu cái từ giáo dục, thì góc nhìn của mình về cái từ giáo dục là như này. Dục tức là gì ạ? Dục tức là chúng ta có 5 cái dục. Là gì ạ? Tài, sắc, danh, thực, thủy. Cái từ giáo dục ấy ạ. Bởi vì khi mà mọi người chúng ta làm trong lĩnh vực giáo dục thì chúng ta phải tìm hiểu về từ giáo dục. Thì góc nhìn riêng của mình nhá, có thể là một số anh chị em sẽ có những cái góc nhìn học thuật khác ở trên giảng đường đại học hay là trên nhà trường sẽ dạy kiểu khác, nhưng đấy là góc nhìn riêng của mình sau khi một thời gian mình nghiên cứu. Từ giáo dục rất đơn giản là như này, giáo tức là sự chuyển hóa. Dục tức là tham lam, ích kỷ, đố kỵ đấy ạ. Hay còn gọi là tài sắc danh thực thủy. Tài tức là con người ta rất thích tham tiền. Thứ hai là danh tức là gì ạ? Con người ta rất thích tham danh lợi, đúng không ạ? Tài sắc tức là con người ta có một cái sự gọi là ham thích về mặt dục lạc ấy ạ. Đó. Cái thứ ba tức là cái thứ tư tức là thực tức là tham ăn. Cái thứ thủy tức là tham ngủ. Đó, tài sắc danh thực thủy. Thì con người ta có 5 cái loại tham đó. Và từ cái 5 loại tham này nó sinh ra gì ạ? Cái sự sân hận đố kỵ với con người. Và hay còn gọi là phần con đấy ạ. Giáo dục bản chất là gì ạ? Là chuyển hóa sự tham lam đố kỵ của con người ta trở về cái điều gì ạ? Tốt đẹp là đạo đức, nghị lực và trí tuệ. Thì đấy chính là giáo dục. Và con người ta chỉ thế nào chuyển hóa khi con người ta có sự thấu hiểu bản thân thôi ạ. Và khi con người ta này, anh chị này để ý này, khi chúng ta bắt cách nhìn nhận lại bản thân, biết cách phân loại được đâu là những cái tâm tính xấu, đâu là những tâm tính tốt, đâu là tâm tính nên phát huy và đâu là tâm tính nên loại bỏ, thì chúng ta bắt đầu đi vào con đường thực tế giáo dục một cái đúng nghĩa. Còn khi mà chúng ta không có một cái năng lực này thì chúng ta đang là cái người bên ngoài giáo dục. Mình tạm gọi là như vậy, một cái từ mà hơi đau lòng một tí, là bên ngoài giáo dục, chưa thực sự chạm vào giáo dục một cách theo cái nghĩa của mình nha. Còn tất nhiên anh chị em sẽ có cái nghĩa riêng, nhưng góc nhìn riêng của mình như là như vậy. Giáo là sự chuyển hóa, là sự thay, là sự gọi là giáo hóa, đúng không ạ? Giáo là giáo hóa, là chuyển hóa. Dục tức là những cái sự tham lam, ích kỷ, đố kỵ, những cái tâm tính xấu, tham sân si của con người. Và giáo dục tức là gì ạ? Là sự chuyển hóa, giáo hóa những cái điều xấu ác cho con người của mình, nó trở nên tốt lên. Giáo dục là con đường đi từ phần con đến phần người. Đấy là giáo dục. Đấy là góc nhìn riêng của mình về câu chuyện này. Và con người ta chỉ có thể thay đổi được khi con người ta nhận diện được cái phần con, nhận diện được phần người bên trong con người của mình để chuyển hóa. Cái phần người tiếp tục giữ và tiếp tục phát huy, cái phần con chuyển hóa và thay đổi nó. Thì đấy là giáo dục. Đúng không? Và cái việc chúng ta luôn thận trọng quan sát được hành vi, suy nghĩ của chính mình để hướng tiện hơn, thì đấy chính là cái câu chuyện, cái cánh cổng để chúng ta bắt đầu phân loại, nhận diện được bản thân mình. Đó nha. Rồi, thì đây chỉ là 5 cấp độ văn hóa đọc. Thì mình không biết là anh chị em mình có cái phân loại khác không, nhưng đây là cái phân loại mà mình thấy nó khá là ổn, nó đi từ cái cấp độ gọi là từ thấp lên cao và dần dần. Và mình bắt đầu định vị được bản thân mình. Và cái hai cái cấp độ mà chúng ta cùng nhau hướng tới trong hành trình này là cấp độ thứ 4 và cấp độ thứ 5. Nha. Cấp độ thứ 4 và cấp độ thứ 5 trong hành trình này. Và nó cũng chính là cái công cuộc của chúng ta đấy. Dài hạn, rất là dài hạn. Khi chúng ta hành trình này, chúng ta rèn luyện để chúng ta có cấp độ thứ 4 và thứ 5, chứ không có nghĩa là kết thúc hành trình này là chúng ta đã có nhé. Bởi vì cái việc này là việc phải duy trì dài dài, mãi mãi, chứ không phải là đạt được rồi thôi, đạt được rồi thì coi như là đã có. Không phải như vậy đâu ạ. Chinh phục được rồi thì phải đi tiếp, chứ không phải là chinh phục được rồi là coi như đã xong. Đó. Văn hóa đọc nó không có cái gì để chinh phục hết, nó chỉ là hành trình thôi. Và hành trình này thì nó không bao giờ có một cái đích đến, một cái chạm dừng chân mãi mãi. Mà nó luôn luôn phải liên tục phải đọc sách, khi nào còn sống khi đó còn phải đọc sách. Rồi nhà mình đã cái trang bìa của cuốn Tôi Tự Học này này, thế câu cuối mà bác Nguyễn Duy Cần đã nói là gì ạ? Học đâu phải là công việc của một thời kỳ, cắp sách vào trường, thập niên băng hỏa
mà thực tế phải công phu thực hiện của suốt một đời người. Học là một vấn đề không biết thế nào là cùng, còn sống giờ nào còn phải học giờ đấy. Ngay cái đường bìa mà nếu như mà mình ở đây anh chị em mà đã mua sách rồi thì mình có thể đọc, hoặc là mình có thể là lên trên mạng mình lấy bản PDF, đúng không ạ? Thì câu đấy rất hay, khi nào còn sống khi đó còn phải học đó, rất hay đúng không ạ? Rồi. Rồi, ở đây một số anh chị em mình nói là còn trường hợp đọc ít nhưng lại đọc đến đâu thực hành đến đó, thì thực ra thì năm cấp độ này nó cũng giống như kiểu năm cái dấu mốc thôi. Nó cũng có sẽ có những phần mà nó cũng có cái cấp độ mà nó lại bị chen ngang, thì cái đấy thì tùy, là nếu như mình phân rã ra thì nó theo khi nó hàng rất nhiều các cấp độ khác nhau, đúng không ạ? Thì nhà mình có thể là đưa cái cấp độ mà mình đang nghĩ nó vào trong một cái gọi là một cái chặng nào đó. Đây cấp độ từ thứ nhất đến thứ năm thì có thể là nó nằm ở 2,5 hoặc là nằm ở 3,5, 3,15 nào đó, cái đấy thì tùy nha, nó chỉ là cái dấu mốc thôi ạ, để mình nhìn biết cách phân loại thôi, chứ nó không có cái tính tuyệt đối đâu. Nhà mình cũng không nhất thiết là phải tuyệt đối hóa năm cấp độ này đâu ạ. Rồi tiếp nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi về 9 bước tự học đây. Rồi chúng ta còn 20 phút nữa để đi về 9 bước tự học. Nhà mình đừng hoảng nhá, từ từ đã, để mình phải che đi một số cái để nhà mình đỡ phải nhìn vào từng phần nhá. Thì đầu tiên á, rồi đó, như này đã, để nhà mình bắt đầu nhìn vào từng trục một này. Thì cái 9 bước tự học này nó là một cái công thức, nó là một cái lộ trình để chúng ta có thể học tập bất cứ thứ gì. Và trong cái lộ trình này của chúng ta thì nó sẽ học theo cái tiến trình, thì cái trục ngang của nó ấy là văn tư tu. Ở đây những anh chị em nào mà mình đã biết về cái văn tư tu này thì mình có thể gõ số 1 giúp mình vậy ạ. Mình tin rằng là một số anh chị em đã học thầy Trần Việt Quân. Cái này thì thầy Trần Việt Quân giảng rất là nhiều. Trong tuần sau nha, một tin vui nhà mình là thứ tư tuần sau, vâng, tuần sau thì chính thầy Trần Việt Quân sẽ đứng lớp ở chương trình này ngày hôm nay của chúng ta để chia sẻ sâu hơn về văn tư tu và quan sát phân tích đúc kết nha. Để tin vui dành cho nhà mình, đây là món quà dành cho nhà mình ạ. Mình đã mời thầy để đào tạo cho tất cả anh chị em, hơn 6, gần 600 anh chị em ở trong hành trình của mình rồi. Rồi thì văn tư tu tức là gì? Cái trục ngang của nó là văn tư tu này, tức là gì? Học hiểu hành, đúng không ạ? Văn tức là lý thuyết, là thông tin. Tư tức là mình bắt đầu suy ngẫm về những điều mình đã học. Và tu tức là mình đưa vào thực hành. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Thì trong khi mà chúng ta học thì nó có ba cái bước căn bản như vậy. Là đầu tiên anh phải học lý thuyết. Anh phải biết thông tin về lý thuyết. Đấy là văn. Anh biết về lý thuyết xong, anh phải suy ngẫm về nó. Anh phải có góc nhìn đa chiều về nó. Anh phải tìm được những cái điểm trong lý thuyết này thì đâu là điểm phù hợp với tôi để tôi ứng dụng. Thì đấy chính là tư. Đúng không ạ? Tu tức là gì? Sau khi mình suy ngẫm đa chiều rồi thì mình ứng dụng vào đời sống. Thì đấy chính là văn tư tu nha. Rồi. Tiếp này là trục dọc. Đấy, trục dọc chúng ta có cái cột là quan sát, phân tích và đúc kết. Thì mỗi một cái bước văn tư tu này chúng ta lại phân nhỏ thành ba cái giai đoạn, là phải quan sát, phải phân tích và phải đúc kết lại vấn đề. Và mình chia sẻ là quan sát, phân tích, đúc kết, cái này là mình được học từ thầy Trần Việt Quân, và văn tư tu thì mình cũng được học từ rất nhiều bậc thầy. Và từ hai cái nội hàm kiến thức này mình mới đặt được câu hỏi là làm thế nào để lai tạo nó thành một cái mô hình, nó cụ thể, nó có thể là chuyển hóa được mọi người, và mình có thể đưa được nhiều cái nội hàm kiến thức vào đây để chỉ cần một bản đồ thôi mọi người có thể đi được. Thì từ đó mình ra một ý tưởng có cái ma trận này. Đó, ma trận 9 bước này. Thì quan sát, phân tích, đúc kết. Quan sát tức là chúng ta phải nhìn nhận bằng các giác quan này. Phân tích tức là chúng ta phải chia nhỏ vấn đề này. Sau khi mà chúng ta quan sát, chúng ta phải chia nhỏ vấn đề ra. Và đúc kết là chúng ta phải có cái sự
gọi là tìm ra được cái vấn đề lõi của nó, ý chính của nó là gì, đúng không ạ? Thì cái trục ngang và trục dọc nó tổ hợp với nhau trở thành gì ạ? Một cái ma trận chín bước nha, ma trận chín bước. Rồi thì bước đầu tiên hé lộ dần để nhà mình đỡ bị nhiều thông tin. Thì như nhà mình thấy này, bước một đấy, chúng ta vẫn nhớ bài thơ bước một đọc sách chuyên cần đúng không ạ? Đây bước một đọc sách chuyên cần đây đấy, bước một đọc sách chuyên cần để đọc sách, xem YouTube, nghe pháp thoại, tiếp nhận các thông tin bằng năm giác quan. Thì đây chính là bước một, chúng ta muốn học cái gì thì chúng ta phải tiếp nạp nó vào, đúng không ạ? Chúng ta muốn chuyển hóa bản thân thì chúng ta phải có sự tiếp nạp input đầu vào, đúng không ạ? Đầu vào của nó là gì? Là đọc sách, đúng không ạ? Bước một đọc sách chuyên cần, bước hai phân tích từng phần trọng tâm. À, đến bước hai là gì ạ? Phân tích được từng phần trọng tâm trong cái cuốn sách đó là gì. Sắp tới chúng ta học cái đọc cái cuốn Tôi Tự Học cũng như vậy, chúng ta cũng phải phân tích được từng phần trọng tâm trong từng cái chương sách và phân tích được và trả lời câu hỏi là đâu là vấn đề cốt lõi, đâu là vấn đề cốt lõi của cuốn sách đó, được cái chương sách đó là gì. Đấy, bước một đến bước hai này. Bước ba là bắt đầu đúc kết lại được trọng tâm vấn đề là gì. Đấy, giống như này, nhà mình đọc một cuốn sách xong, nhà mình bắt đầu phân tích nó, bắt đầu gạch ra giấy những cái điều mà mình suy ngẫm, bắt đầu gạch ra giấy những cái điều mà mình thấy hay. Sau đó thì mình đúc kết lại được cái cuốn sách này, trọng tâm nó nói về ba cái ý hoặc bốn cái ý nào mình ghi ra, thì đấy chính là bước thứ ba. Đấy, còn một số anh chị em nào mà đã xem bóng đá thì bước một là gì, mình xem hết một, gọi là ở đây anh chị em nào mà mình xem cái gọi là video highlight hoặc là thời sự, gọi là tóm tắt nhanh cái trận đấu ấy, thì cái việc mà nếu như mình xem hết 90 phút thì đấy chính là bước một. Sau đó mình phân tích được đâu là tình huống hay trong trận đấu, đâu là tình huống ghi bàn, đâu là tình huống gọi gay cấn, đúng không ạ? Đâu là tình huống phạm lỗi, điểm nhấn, thì chúng ta bắt đầu phân tích nó ra. À, sau khi phân tích xong chúng ta lắp ráp nó thành một cái video khoảng tầm 3 đến 5 phút tóm tắt lại được toàn bộ cái trận đấu này có điều gì, điều hay. Thì đấy chính là bước thứ ba, là một cái video từ 3 đến 5 phút để tóm tắt lại. Đấy, chúng ta đọc xong một cuốn sách thì đấy chính là bước 1. Sau khi đọc xong cuốn sách đó, chúng ta bắt đầu phân tích guideline nó ra, bắt đầu gạch ra giấy những cái điều mà hay ho, những cái điều mà mình cảm thấy tâm đắc. Sau đó chúng ta nối lại được những ý đó trở thành những cái gọi là sơ đồ mind map này, sơ đồ tư duy này, hay là những cái phần đúc kết ngắn. Thì đấy chính là bước 3 nha. Rồi, đấy chính là bước 3 nha. À, ví dụ xem bóng đá. Ở đây tại vì sao mình lại đưa bóng đá vào, bởi vì mình là người hay xem bóng đá nên là mình đưa nó vào. Và mình cũng biết rằng là nhiều anh em nam cũng hay xem nên nói này sẽ rất dễ hiểu, đúng không ạ? Thì bước 3 là như này nha anh chị em nha. Bước 3 là như này. Rồi, những anh chị em nào ở đây đã có thói quen tốt từ 1 đến 1 hay 3 là gì? Khi mình đọc sách xong, mình phân tích rồi mình gọi là nốt ra giấy những cái điều mà mình tâm đắc. Những anh chị em nào mà đã có thói quen tốt đó rồi thì mình đánh lên khung chat số 1 giúp mình được không ạ? Để anh chị em nào mà mình thấy rằng mình cảm thấy mình khá là tốt cái việc này rồi thì điền số 1 nha. Còn anh chị em nào mà cảm thấy mình chưa tốt cái vấn đề này, mình gọi số 0 giúp mình vậy ạ. Là chưa tốt, gọi số 0. Rồi, thấy rất là nhiều con số 0 đúng không ạ? Ok. Thì bây giờ mình sẽ phải luyện thôi ạ, sắp tới đọc sách chúng ta phải luyện cái vấn đề này đấy ạ. Đọc cuốn Tôi Tự Học, đọc cuốn Vô Cùng Tàn Nhẫn, Vô Cùng Yêu Thương, là cứ phải đọc sách đúc kết, đọc sách đúc kết. Mình nghỉ luôn. Đấy, rồi, hé lộ tiếp các bước tiếp theo. Đây. Rồi, sau khi mà đến bước thứ 3 xong, đúc kết xong rồi thì làm sao nữa đây? Sau khi đúc kết xong rồi thì chúng ta phải trả lời một câu hỏi là gì? Là tôi sẽ ứng dụng gì từ cuốn sách này, đúng không ạ? Tôi sẽ ứng dụng gì từ cuốn sách này? Và với trường hợp của tôi thì đâu là điểm phù hợp? Mình đọc sách xong, cả nhà mình đồng ý rằng là tác giả nói về khoảng tầm 10 ý hay, nhưng mình chỉ nhặt được khoảng tầm 2 đến 3 ý nó phù hợp với mình để mình ứng dụng. Cả nhà đồng ý không ạ? Còn nếu như mà mình ứng dụng hết là coi chừng là mình cũng chưa thực sự hiểu cuốn sách đâu ạ. Hoặc là mình rất là tham để mình chuyển hóa.
Thì đến bước thứ ba là mình cần phải trả lời câu, bước thứ tư mình trả lời câu hỏi tôi sẽ ứng dụng gì nha. Rồi bước thứ năm này là mình sẽ dùng trí tuệ tập thể. Trong hành trình này của chúng ta sẽ có rất là nhiều không gian để cho anh chị em mình dùng trí tuệ tập thể, tức là gì? Là có không gian từng nhà một sẽ cùng ngồi với nhau, kiến giải với nhau về cuốn sách, chia sẻ với nhau về cuốn sách, cái sự hiểu biết của mình về cuốn sách như thế nào. Và chúng ta cũng có thể tham vấn thêm một số góc nhìn của những người trong ban tổ chức, của một số anh chị em chuyên gia. Chúng ta có thể dùng trí tuệ tập thể để cùng bàn mổ xẻ vấn đề này, hoặc tham vấn thêm chuyên gia những người khác và trả lời câu hỏi đâu là vấn đề cốt lõi thích hợp với bản thân mình, đội nhóm, kế hoạch mình làm. Thì đấy chính là vấn đề thứ năm. Cái bước thứ năm, sau khi mà mình đọc sách xong thì anh em mình ngồi với nhau xong mình review sách với nhau đấy, chia sẻ với nhau, và mình sẽ nói với nhau rằng là mình sẽ ứng dụng gì trong đời sống. Và sau khi mà đến bước thứ năm xong á, thì chúng ta chuyển sang bước thứ sáu là gì ạ? Chốt lại các vấn đề mà đội nhóm mình sẽ thực hiện là gì, hoặc là mình sẽ thực hiện là gì. Sau khi mà mình có góc nhìn riêng của mình ở bước thứ tư này, mình thêm một góc nhìn nữa của đồng đội ở bước thứ năm này, mình gộp cả cái bước thứ tư và bước thứ năm, tức là bước thứ tư là bước cái suy nghĩ riêng của mình, bước thứ năm là có thêm góc nhìn của anh chị em khác nữa, thì đến bước thứ sáu mình bắt đầu ra quyết định là gì. Ok, vậy thì chúng ta sẽ ứng dụng gì vào đời sống. Chúng ta sẽ ứng dụng gì vào đời sống nha. Đây là bước thứ sáu. Đấy, bước thứ sáu giống như kiểu hội nghị riêng hồng với cả nhà. Bước thứ sáu là gì? Là hội nghị riêng hồng đấy, chốt đánh hay không đánh. Đấy, bước thứ tư là gì ạ? Bước thứ tư là vua bắt đầu hỏi mọi người là vua cũng có một góc nhìn rồi, không biết có nên đánh hay không, đang hoang mang, chưa biết ứng dụng cái gì. Vua cùng với mọi người, đúng không ạ? Tổ chức ra gọi là hội nghị riêng hồng, hoặc là hội nghị bình than, đánh hay nên đánh, đánh hay là không đánh. Và cuối cùng dọn toàn bộ ba quân thống nhất đánh. Thì đấy chính là bước thứ sáu, đúng không ạ? Rồi đến bước thứ bảy. Đến bước thứ bảy là sau khi mà chúng ta đã chốt được những vấn đề mà chúng ta sẽ thực hiện rồi, thì chúng ta đưa vào đời sống thôi ạ. Đến bước thứ bảy, đưa vào đời sống, ứng dụng. Đấy, tránh trường hợp là viết ra rất nhiều kế hoạch hay nhưng mà mình không làm. Rồi trong lúc ứng dụng thì chúng ta bắt đầu phân tích chân thiện mỹ này, tức là bắt đầu phân tích đánh giá theo tính chân thiện mỹ, tức là chân tức là cái giá trị của sự thật, điều này nó có đúng đắn không, điều này có hợp lý hợp lẽ phải đạo không, thì là tính chân. Thiện tức là điều này nó có tốt với mình và mọi người không, đấy tính thiện. Mỹ tức là điều này có khiến cho mọi người và xã hội này cảm thấy vui vẻ lên không, cảm thấy hài hòa hơn không, thì đẹp mỹ, và nó giúp cho cuộc đời này có đẹp lên không, thì đấy chính là mỹ. Tức là những thứ mình làm, mình ứng dụng, nó phải có cái góc độ của chân thiện mỹ, để tránh trường hợp là chúng ta ứng dụng như là, ví dụ này, chúng ta ứng dụng để kinh doanh sản xuất một cái điều gì đó, nhưng cái điều đó nó ảnh hưởng đến môi trường sống, thì điều đó nó chưa có cái tính chân thiện mỹ. Ví dụ như là mình làm xả rác cái môi trường, mình ứng dụng những cái việc để gọi là khiến cho người khác bị gặp vấn đề, đúng không ạ? Thì chúng ta không nên, thì phải dừng lại cái việc này. Rồi phải phân tích đánh giá theo nguyên nhân kết quả để hiểu sâu sắc hơn, và anh em có thể ngồi lại với nhau kiến giải xem một thời gian mình ứng dụng nó thì mình thích như thế nào. Thì đấy chính là bước thứ 8. Rồi bước thứ 9 là những bài học sau việc thực hành này là gì, đâu là thực sự là vấn đề. Đấy, sau khi mà mình thực hành xong, chán chê bước thứ 8, tìm lỗi xong, đúc kết bài học là gì, xương máu là gì, đúng nào? Và như nhà mình biết đấy, cái cuốn sách này, cái cuốn sách tôi tự học này, thì nó là quả xanh đối với mình, nhưng nó là quả đỏ của bác Thu Giang Nguyễn Duy Cẩn. Cả nhà mình đồng ý không ạ? Nó sẽ chính là cái gì ạ? Lý thuyết của mình, nhưng nó là trải nghiệm thực tế, nó là bài học xương máu của bác Thu Giang Nguyễn Duy Cẩn. Cho nên là để mà ra được cái bước thứ 9 ấy, đòi hỏi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Và ở đây chúng ta có một hình tượng nhé, hình tượng ba quả, quả xanh, quả đỏ, quả vàng. Như nhà mình đã biết rồi, đây quả xanh chính là gì? Quả xanh đây, quả xanh chính là bước thứ 3, là học lý thuyết xong thì chúng ta sẽ có quả xanh. Đấy, học quả vàng xong, bước thứ 6 là có quả vàng, tức là gì ạ? Bắt quả nó bắt đầu chuyển hóa này, từ việc như thứ mình biết
sang những thứ mình hiểu. Bước thứ 6 là bắt đầu hiểu vấn đề rồi. Và bước thứ 3 mới đang biết vấn đề thôi, chưa thực sự hiểu lắm. Bước thứ 6 bắt đầu thực sự hiểu bởi vì có sự va chạm, phân tích cặn kẽ. Đúng không ạ? Và đến bước thứ 9, quả đỏ là quả chín nhỉ? Quả đỏ thì mới ăn được nha. Quả xanh, quả hương là ăn nó bị keo trường, nó bị đau bụng. Đấy, thì quả đỏ chính là những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm thực tế của mình trong đời sống. Thì đấy chính là bước thứ 9. Rồi chúng ta nhìn lại mà xem, nếu như chúng ta đọc sách nhiều, chúng ta đọc sách nhiều, tức là chúng ta đang tích lũy rất nhiều quả xanh, nhưng không ứng dụng, không có sự nghiên cứu, không có sự tư duy, thì cái cây của chúng ta nó toàn quả xanh, nó không có quả vàng, quả đỏ. Nếu như chúng ta cứ hùng hục làm, không có học tập, không có rèn luyện, không có hỏi han người khác, cây của mình toàn quả đỏ, không có quả xanh. Điều gì xảy ra nếu như cây còn toàn quả đỏ mà không có quả xanh? Đấy, cây đó nó không có sự gì ạ, không có sự tiếp nối. Đúng không ạ? Thì làm gì còn cây nữa, hết quả đỏ là xong luôn rồi. Quả nó rụng cái là không còn quả xanh tiếp nối rồi. Tức là gì? Những cái người mà có ứng dụng trong đời sống và thực hành rất nhiều nhưng không bao giờ học tập, thì cái người này là cái người mà cái kiến thức nó sẽ bị cồn, cũng giống như một cái dao anh chị em, là cứ chặt chặt và không bao giờ mài cái dao. Thì cái việc học quả xanh và quả vàng nó giúp cho mình mài cái dao được sắc hơn. Thì cho nên là Lincoln, à Benjamin Franklin có nói một câu là gì ạ? Nếu như cho tôi 10 giờ để chặt cây thì tôi sẽ dùng 6 giờ để mài rìu á. Thì cái việc mài rìu chính là cái việc mình học tập, mình rèn luyện đấy, để mình gọi là làm sắc thêm những thứ gì mình đang có. Và lúc nào mà cái rìu mình nó cùn có rồi mình cứ chặt chặt thì nó cũng không ổn. Thì nhà mình thấy không ạ? Kể cả là một cái cây toàn quả xanh hoặc một cây toàn quả đỏ thì nó cũng đều không tốt, mà một cái cây của chúng ta nó đều phải hài hòa, dung hòa cả quả xanh, quả vàng và quả đỏ. Và ở đây rất nhiều anh chị em mình làm thầy cô giáo thì hãy làm một động tác ngay và luôn là gì? Hãy mang cái hình thức quả xanh, quả vàng, quả đỏ này đến dạy các con. Nói rằng là nếu các con nếu như các con học được rất nhiều thứ trong cuộc sống này, các con đọc sách thì đó là những cái quả xanh các con hái được. Các con bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống, bắt đầu chiêm nghiệm về cuộc sống và ra được những cái kiến thức của các con, thì các con bắt đầu có những quả vàng trong cuộc sống, những cái quả ươm bắt đầu nó chuyển hóa. Và nếu như các con đã có những góc nhìn sâu sắc bằng việc thực hành trong đời sống, bằng việc là có những bài học trải nghiệm, thì khi đó các con có rất nhiều quả đỏ. Và một cái cây của chúng ta trong đời sống này, chúng ta đi học rèn luyện trong đời sống này, nó cũng giống như một cái cây, chúng ta sẽ cần phải có hài hòa cả quả xanh, quả vàng và quả đỏ. Và bây giờ tất cả lớp của chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng, hái quả hàng ngày, thu hoạch quả hàng ngày bằng việc là chúng ta cùng nhau vẽ lên tường một cái cây rất là lớn. Và mỗi một ngày nếu như các con đọc sách, các con thấy hay, các con ghi nó ra một cái tờ giấy màu xanh, các con gắn lên cái cây này, biểu hiện rằng các con đã có quả xanh. Nếu như hôm nay các con suy ngẫm một điều gì đó thấy hay ho trong đời sống, các con hiểu bản thân mình hơn, hãy ghi nó ra tờ giấy màu vàng, các con dán lên. Và nếu như các con có những bài học trải nghiệm nào trong cuộc sống, các con có những cái điều gì đó thấy được thú vị trong cuộc sống, hãy ghi nó ra một tờ giấy màu đỏ, dán lên tường. Và mỗi một ngày của cô chồng mình là cùng nhau đi hái quả, quả xanh, quả vàng và quả đỏ. Chứ chúng ta không có nói rằng chúng ta sẽ phải học, bởi vì trẻ con bản chất các bạn ấy không thích học, các bạn ấy thích được chơi. Vậy thì làm thế nào chúng ta đưa học vào chơi? Thì chúng ta phải đưa cái hình tượng của sự thiên nhiên, của điều gì gần gũi với các bạn ấy, các bạn sẽ thích học. Còn bản chất của chúng ta ở đây không ai thích học một cách cứng nhắc cả, đúng không ạ? Chúng ta học một cách tự nhiên, học từ tự nhiên là bao giờ cái học gọi là vững bền nhất. Và ngay cả dạy con trong gia đình cũng như vậy nhé, chúng ta cũng dạy con như vậy, học dạy học sinh cũng như vậy. Và với anh chị em mình ở đây thì mình cũng như vậy. Ở đây một số anh chị em mình đã làm cái form thu hoạch quả vàng sau buổi họp rồi, đúng không ạ? Thì một số anh chị em mình đã được gọi là đã biết cái form thu hoạch quả vàng rồi. Chứ mình không có nói rằng là biên bản cuộc họp, không gọi là kế hoạch làm việc, mà mình gọi là biên bản thu hoạch quả vàng. Nghe nó bắt đầu nó dễ chịu hơn, đúng không ạ? Nó có vẻ vui vẻ hơn. Đấy, bởi vì mình đang đi thu hoạch, chứ mình không có đi gọi là học tập. Vì nghe cái từ học tập nghe nó bị đau đầu. Một số anh chị em không thích từ học tập. Thì chúng ta bản chất chúng ta vẫn phải học tập, đúng không ạ? Như chúng ta có thể thay đổi ngôn từ nha. Đấy, thì đây chính là quả vàng. Thì bây giờ tất cả anh chị em mình cùng nhau thu hoạch. Và cái hành trình này chúng ta cũng như vậy, là chúng ta phải đi gọi là gieo mầm, chăm bón và thu hoạch, đúng không ạ? Gieo mầm, chăm bón và thu hoạch thôi. Đây là công việc của anh chị em mình. Chúng ta từ người thầy cô giáo, chúng ta đi làm người trồng cây, đúng không ạ? Và Bác Hồ đã nói rồi, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, đúng không ạ? Vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Và trồng người với trồng cây thì đều có nguyên lý giống nhau, để phải gieo mầm, để phải ươm mầm, để phải chăm bón và để phải thu hoạch, đúng không ạ? Nó chỉ khác nhau về cái quỹ đạo của thời gian thôi, còn bản chất nguyên lý của nó giống hệt nhau. Trồng cái cây hay trồng người đều giống nhau cả. Cho nên là
cả nhà mình chúng ta cùng nhau, khi chúng ta đã có một cái hệ giá trị rồi thì chúng ta cùng nhau thu hoạch nha, ứng dụng cái bài học này. Rồi còn 2 phút nữa, đây mình sẽ chia sẻ về 5 cấp độ học, 4 cấp độ học với nhà mình, nó dựa trên 3 các loại quả, đúng không ạ, quả xanh, quả vàng và quả đỏ. Thì chúng ta có một cái cấp độ đây, đây chính là cái nguyên lý của chúng ta. Học để biết thì chính là cấp độ quả xanh, học để hiểu chính là cấp độ quả vàng, học để làm, để ứng dụng chính là quả đỏ, và học để dạy, tức là từ quả đỏ này, nhà mình đồng ý là chỉ có cái hạt của quả chín thì mới gieo được mầm trong cái cây mới, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta lấy cái hạt của cái cây đu đủ đi, cái quả nó xanh lè, chúng ta lấy cái hạt non chẹt của nó, chúng ta gieo nó có nảy như mầm cây mới được không ạ? Gần như là không thể nảy lên mầm cây mới được. Rồi cái quả táo này, cái hạt của nó đang còn non, nên mình gieo mầm lên cây mới được không ạ? Hạt nó là quả xanh, quả vàng, có gieo mầm cây mới được không ạ? Nó không thể gieo được, phải là khi là quả nó chín, nó đủ cái hàm lượng dinh dưỡng và hàm gọi là đầy đủ nhân duyên thì nó mới nảy mầm những cây mới được. Thì nhà mình thấy các bạn, đây là cái tiến trình nhá, cái tiến trình chuyển hóa này. Chúng ta muốn lan tỏa và dạy dỗ được cho người khác, chúng ta phải thông qua cái bước học để biết, học để hiểu và học để làm. Thì từ đó chúng ta sẽ có động lực để học để dạy. Đó, học để dạy. Và tất cả anh chị em mình, chúng ta đang là người làm văn hóa đọc, đúng không ạ? Chúng ta phải thông đi qua hết cả 4 cấp độ này, chúng ta không bỏ bất cứ một cấp độ nào anh chị em nhé. Chứ mình không có nói rằng là tất cả anh chị em mình nhảy xô đi học để dạy. Nếu như mà ai cũng đi dạy thì lấy ai mà đi học, đi hiểu, đi hành để mà có thứ để dạy, đúng không ạ? Mà ai cũng đi dạy thì lấy ai là người học trò mình nghe. Cho nên tất cả anh chị em mình, tất cả chúng ta ở đây đều phải kinh thông qua 4 cái cấp độ học này hết, không bỏ qua bất cứ cấp độ nào. Không bỏ qua bất cứ cấp độ nào. Chứ mình không có nói rằng là lúc nào cũng phải học để dạy hay học để làm nhá. Có những thứ chúng ta học để biết thôi, có những thứ chúng ta học phải để hiểu, có những thứ chúng ta học phải để làm, và có những thứ chúng ta học phải đi dạy cho người khác. Chứ mình chỉ nói đơn giản này, chúng ta học đại học, chúng ta học tầm 100 môn khác nhau, đấy là học để biết, đúng không ạ? Rồi sau khi biết xong, chúng ta hiểu được một chút, chúng ta bắt đầu đi thi xong, chúng ta đi làm xong, chúng ta nếu như chúng ta ở trường chúng ta dạy thì chúng ta cũng chỉ dạy một vài môn dựa trên khoảng tầm 100 môn mình đã được học thôi, thì có sự gọi là đúc kết lại, cô đọng lại, và nó cần cả tất cả nhá, cần tất cả cái hành trình này. Đó, thì đây chỉ là 4 cấp độ học, và nó cũng là tiến trình chuyển hóa tự nhiên của con người. Và cái việc học để dạy thì chính là gì ạ? Đi giao nhân đấy anh chị, đi lan tỏa đấy. Đó, mình hãy biết, mình hãy chia sẻ với người khác. Mình nói từ dạy thì nghe nó có vẻ nó hơi nặng nề, nhưng bản chất nó là chia sẻ và lan tỏa thôi. Mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó, nhưng mà mình đưa vào cho nó vần với cái câu chữ ở đây thôi. Còn chúng ta hiểu cái từ dạy ở đây tức là gì? Là lan tỏa, là chia sẻ, được không ạ? Nghe nhẹ nhàng hơn. Đó là lan tỏa, là chia sẻ với người khác. Chúng ta chia sẻ với các con, chúng ta chia sẻ với học sinh, chúng ta chia sẻ với những người đồng nghiệp của mình. Đó, còn nghe từ dạy thì có vẻ là hơi gọi là giáo điều một tí. Thì chúng ta cũng đừng mắc kẹt quá vào ngôn từ nha. Thì đây chính là các 4 cấp độ học nha. Rồi. Thì đến chủ nhật tuần này, một số anh chị em bảo là cần biết cách đúc kết sách. Ngày hôm nay 9 bước tự học này mình đưa cho nhà mình một gọi là một cái may mắn, một cái bản đồ. Nhà mình đồng ý, bạn thấy nhà mình thấy được bản đồ chưa? Một cái bản đồ học chưa? Đây chính là bản đồ này. Còn trong cái bản đồ này đấy, nó sẽ có những cái từng cái chặng một đúc kết sách như thế nào. Thì chủ nhật tuần này chị Minh Hảo sẽ chia sẻ với nhà mình về những cái cách đúc kết sách nha. À, về 3 cấp độ đúc kết sách, và chị cũng sẽ minh họa cho mình, nhà mình đầy đủ để nhà mình hiểu. Nhà mình không phải lo cái việc này nha, để chủ nhật tuần này. Còn ngày hôm nay là cái nội hàm trong buổi ngày hôm nay là chúng ta đưa ra với nhau một cái gọi là overview, một cái góc nhìn rộng về cái việc học. Đấy, nó rất là rộng như này. Đó, nó có những cái màu sắc, nó có những vui tươi, nó có những cái hành trình nó rất thú vị. Và 9 bước này thì mình có một điều lưu ý dành cho nhà mình là không nhất thiết phải đi theo 9 bước nha, đầy đủ cả 9 bước. Có thể đi đường tắt, nhà mình đồng ý không ạ? Giống như đường đại lộ ấy, chúng ta phải đi đường tắt. Đến bước thứ 4 là chúng ta nhảy sang bước thứ 7 được luôn. Khi mà chúng ta cái vấn đề nó cấp bách quá rồi, bước thứ 4 là mình hiểu xong mình ứng dụng luôn, mình không cần phải hỏi ý kiến ý cò người khác nữa. Đấy là khi mình ứng dụng luôn. Nhưng khi mà mình chưa hiểu thấu đáo vấn đề, mình cần phải làm việc nhóm, thì mình sẽ dịch sang bước thứ 5.
Tức là đến bước thứ tư nó có hai ngã rẽ, có thể sang luôn bước thứ bảy, cũng có thể sang bước thứ năm. Thì cái việc học của chúng ta rất linh hoạt chứ không có cứng nhắc. Thì cái ý này trong cái cuốn sách Tôi Tự Học của bác Nguyễn Duy Cần, bác nói rất kỹ về câu chuyện là học đừng có cứng nhắc, đừng có gọi là bị áp đặt một cái công thức nào cả. Mà mình chỉ chia sẻ với góc nhìn về một cái bản đồ, và trên bản đồ này nhà mình có thể tự lựa chọn được cái hướng đi của từng thời điểm và từng người, chứ không phải là anh em nào cũng phải đè nhau ra để đi đủ cái 9 bước này nha. Không nhất thiết. Mà chúng ta đưa ra bản đồ này giống như việc là chúng ta thấy một cái đại lộ, thấy một cái góc nhìn rộng, và chúng ta sẽ biết cách đi như thế nào cho đúng đắn với cái bối cảnh và hoàn cảnh của mình. Thì cái việc học nó phải như vậy, nó phải linh hoạt, nó phải có cái sự ngẫm nghĩ suy ngẫm. Rồi. Thì 9 bước là một cái đại lộ như vậy nha, 9 bước là đại lộ. Ok. Đúng rồi, ở đây anh Tuấn nói là cá nhân thì đi 1, 2, 3, 4, 7, 9. Đúng không ạ? Còn nếu như đội nhóm thì chúng ta đi được cả 9 bước nha. Thì nó rất linh hoạt nha cả nhà, nó rất linh hoạt. Thì cái việc học của nhà mình ngày hôm nay nó phải linh hoạt như vậy. Đừng học một cách cứng nhắc, hãy học một cách linh hoạt và học một cách nó rất là bài bản và uyển chuyển. Rồi, ứng dụng nó cũng có nhiều cái phần để nói đấy ạ. Và trong nội hàm ngày hôm nay thì mình đã hết thời gian rồi, thì mình cũng xin phép được dừng cái phần chia sẻ của mình ngày hôm nay với nhà mình ở đây. Nhà mình nếu như còn phần nào chưa hiểu thì tí nữa sau khi mà bạn Chi và bạn Vân hướng dẫn cho nhà mình cách để làm bài tập trong từ bây giờ đến nửa tuần còn lại, từ bây giờ đến chủ nhật, thì sau khi mà Vân với Chi hướng dẫn xong thì mình sẽ, anh chị em làm còn thời gian thì mình có thể dành cho nhau khoảng tầm 15-20 phút nữa ở lại hành trình, ở lại cái buổi ngày hôm nay để mình có thể là giải đáp thêm. Và cái buổi ngày hôm nay thì có record màn hình thì nhà mình có thể xem lại thoải mái, nên là một số anh chị em mà có bận việc mình out trước thì mình có thể xem lại nha, nên là rất là vui vẻ. 6 giờ rồi thì cái phần của mình chia sẻ ngày hôm nay là kết thúc tại đây, và cảm ơn tất cả anh chị em mình đã lắng nghe. Chúc mừng một ngày mới ăn nhiều bài học và nhiều cái giá trị nha, cảm ơn nhà mình rất nhiều. Rồi mời chị ạ. Vâng ạ, cảm ơn Minh. Nhà mình cảm thấy buổi sáng nay thế nào ạ? Cảm thấy dậy sớm có ích không ạ? Dần rất vui vẻ, rất có ích, tuyệt vời ạ. Thế nhà mình có vui lòng chúng ta sẽ dậy sớm hơn khoảng 15 phút nữa để vào Zoom chúng ta ngồi tĩnh tâm buổi sáng không ạ? Bởi vì trong K1, hành trình K1, ban tổ chức và thành viên, tất cả mọi người thường sẽ dậy sớm trước khi chương trình bắt đầu khoảng nửa tiếng. Chúng ta ngồi tĩnh tâm buổi sáng, sau đó lắng nghe pháp thoại, nghe những lời dạy của các vị thầy lớn, rồi chúng ta mới bắt đầu hành trình. Thì bây giờ cũng là năm học rồi, các thầy cô khá là bận. Khi mà các thầy cô bận thì chúng ta có thể là dậy sớm hơn một chút để hành trình của chúng ta trọn vẹn, các thầy cô tham gia được trọn vẹn. Dạ, cảm ơn cả nhà. Vậy thì... từ buổi Zoom sau em sẽ mở Zoom từ 4:15 và cả nhà mình vào nha. Sáng nay em mở Zoom và thấy mọi người vào rất là sớm nên rất là vui ạ. Vâng, thì trong những ngày vừa qua chúng ta có phần làm bài tập nhỏ và trả bài trên Facebook. Em thấy cũng có nhiều thành viên trong hành trình hơi bối rối một chút về cách trả bài, cách đăng bài rồi... comment cũng có lúc đúng chỗ. Thì bây giờ Hồng Vân sẽ giúp cho cả nhà mình giải đáp các câu hỏi thắc mắc liên quan. Đấy ạ. Nhà mình có câu hỏi gì cứ đặt xuống ô chat hoặc là giơ tay để được hỏi trực tiếp, Hồng Vân sẽ hướng dẫn ạ. Thì bây giờ mời Vân. Vân sẽ hướng dẫn trước cho cả nhà, sau đó là cả nhà đặt câu hỏi nha. Em chào tất cả anh chị thầy cô ạ. Chưa nghe được giọng em. Alo, chị ơi, chị nghe rõ không ạ? Em nghe được ạ. Dạ, em chào anh chị và thầy cô ạ. Thì bây giờ em xin phép được hướng dẫn mọi người về một, đấy là cái nơi mà để... các anh chị và thầy cô lấy tài liệu như là xem các phần hướng dẫn của
các bài tập ạ. Và phần thứ hai nữa là nơi để anh chị và thầy cô lấy đề bài bài tập và nơi để trả bài tập. Chị xin cho em quyền share nha. Dạ, đây là ngôi nhà chung của trên Facebook của tất cả các thành viên làng K2 ạ. Ở trên Facebook này thì khi anh chị và thầy cô vào phần trang K2 hành trình kiến tạo văn hóa đọc thì sẽ thấy phần hướng dẫn ở đây ạ. Thì trong phần hướng dẫn này thì sẽ có tài liệu về các đầu sách. Cái phần hướng dẫn thứ hai nữa là nơi để lấy các đề bài tập và nơi trả bài. Sau này thì em sẽ lập thêm những cái phần hướng dẫn như đây là nơi cho các thầy cô và anh chị có thể để là nơi để các lời gửi gửi lời nhắn gửi đến cho ban tổ chức hoặc cho đồng đội của mình, hoặc là sẽ chia sẻ các bài thơ của mọi người nữa. Ví dụ như hướng dẫn để lấy đề bài tập và nơi trả bài, mọi người kích vào cái phần hướng dẫn 2 và sau đấy thì sẽ xem phần hướng dẫn chi tiết ạ. Trong này thì có hướng dẫn bằng hình ảnh và video. Đấy là phần nơi để lấy các tài liệu và hướng dẫn. Thì tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người về sau này khi mà có các đề bài này rồi nơi để cho các thành viên học viên của mình trả bài. Trong nhóm Zalo của mình thì sẽ có cái phần file phương tiện ạ. Sau đấy mình vào album ạ. Ở trong phần album này thì mình ban tổ chức đã tạo 52 ngôi nhà cho 52 thành viên, cho tất cả các thành viên của những ngôi nhà này ạ. Thì mọi người sẽ vào từng ngôi nhà của mình đang hoạt động. Sau này những đề bài tập ban tổ chức cũng sẽ làm những cái dạng ảnh như là cái ảnh địa điểm trả bài cam kết và vòng tròn định vị thân này ạ. Sau đấy mọi người cũng sẽ bình luận trả bài ở dưới cái mỗi cái ảnh. Cứ tương ứng mỗi đề bài là học viên của mình sẽ trả ở dưới phần bình luận. Theo cú pháp ở như cái phần hướng dẫn đấy ạ. Nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Thì cả nhà mình xem giúp em có chưa rõ phần nào không thì có thể tương tác hỏi với em ạ. Dạ, nếu mà cả nhà mình đã nắm rõ rồi thì chat vào phần inbox giúp em. Rồi ạ. À, mỗi lần up thì không đã up được 2 ảnh thì nó chỉ đơn giản như là mình bình luận thôi ạ. Thì chị cứ up một ảnh này xong rồi lại up thêm ảnh khác ạ. Nó liên tiếp nhau. Hoặc có một cách nữa đấy là ví dụ như trường hợp của chị Nguyễn Ngát đấy ạ. Chị ấy bình luận số nhà mã học viên của chị và sau đấy thì là chị để ảnh chị up ảnh lên, sau rồi chị lại trả lời vào cái phần mà cái trường mà chị đã tạo tên ạ. Thì nó sẽ có tính liên tiếp với nhau đây như thế này ạ. Để mọi người có thể xem ở trong phần hướng dẫn 2 chi tiết. Vâng ạ, đa phần là mọi người đã rõ. Em cảm ơn cả nhà. Nếu còn
hỏi thêm những vấn đề gì thì các học viên sẽ hỏi ở trong nhà của mình này, đồng đội để giúp đỡ nhau, sau đấy thì là đến ban cán sự, ban tổ chức, còn không rõ nữa thì sẽ liên hệ với cả em. Vâng ạ, em xin phép phần của mình hết rồi ạ. Em cảm ơn cả nhà. Chị Chi ơi, chị Chi tiếp tục chương trình nha. Cảm ơn Vân ạ. Nhà mình có câu hỏi nào cho cái phần này không? Nếu mà có gặp khó khăn gì thì có thể liên hệ trực tiếp với lại thành viên ban tổ chức để ban tổ chức có thể hỗ trợ ạ. Rồi, em xin thêm mọi người khoảng 2 phút nữa thôi. Chị N1504 thôi, chị hỏi có thể hỏi câu lại hỏi lại được không ạ? Tại vì em thấy câu hỏi bị trôi mất rồi. Ở đây em thấy có một câu hỏi nữa này. Câu hỏi em thấy đó là khi có bài tập mới. Khi bài tập mới có thông báo không ạ? Thì khi mà có bài tập mới thì sẽ được thông báo ạ. Thì sau buổi ngày hôm nay mình sẽ có một cái khung ở đấy sẽ ghi là thời gian đăng các bài tập và các dạng bài tập của mình ạ. Có bài tập ngày và bài tập tuần, xong rồi sẽ có thời gian ban tổ chức đăng bài tập, thời gian học viên trả bài tập ạ. Vâng, trong thời gian đầu thì chúng ta cần ổn định thành viên trong toàn hành trình trước, cho nên là bài tập sẽ được đăng theo nửa tuần một. Nhưng mà sau này thì chúng ta sẽ có một khung bài tập riêng cho cả tuần, cho nên cả nhà yên tâm là sẽ được thông báo trước ạ. Còn bây giờ thì, vâng, bây giờ thì có một cái thông báo nhỏ, đó là sáng mai vào lúc 5 giờ đến 6 giờ sáng thì ban tổ chức, đó là một thành viên ban tổ chức là anh Thịnh, anh sẽ tổ chức một buổi hướng dẫn cho nhà mình thực hành thiết kế ảnh bằng Canva. Chúng ta có thể thiết kế ảnh đệ nhị thân bằng Canva rất là nhanh. Anh Thịnh là thành viên của K1 và đã ở lại để đóng góp cho hành trình K2. Đó. Từ 5 giờ đến 6 giờ ra cả nhà. Thông tin hôm nay chính thức cũng sẽ gửi về cho các ban cán sự để các ban cán sự chuyển về đến từng người ạ, từng thành viên trong nhà một. Nhà mình yên tâm là không lo lỡ lịch ạ. Nhà mình còn có câu hỏi nào khác không ạ? Chi phổ biến cho mọi người cái bài tập nửa tuần. Bài tập nửa tuần này thì lát nữa sẽ đăng lên trên nhóm cho mọi người biết. Còn nếu mà nói qua về bài tập nửa tuần thì chúng ta sẽ có một video, tức là cuối tuần này các nhà sẽ làm video, mỗi một nhà một video. Trong video thì mọi người sẽ giới thiệu về thành viên của nhà, như là chia sẻ về vòng tròn đệ nhị thân của mình, rồi mọi người sẽ nói về cam kết của mình đối với hành trình này. Thì đấy, em chỉ chia sẻ sơ lược như vậy thôi. Còn phần chi tiết hướng dẫn em sẽ gửi về cho từng nhà. Từ 5 giờ đến 6 giờ sáng mai, sáng thứ năm sẽ có lớp học Canva và có link để đăng ký. Ban cán sự sẽ chuyển về cho từng thành viên trong nhà. Chị đăng bài không được cả trên điện thoại và máy tính. Chắc là trường hợp của chị ở nhà 40. Hôm qua bọn em cũng tìm hiểu vấn đề này nhưng mà cũng chưa tìm ra nguyên nhân, khi mà những đồng đội của nhà mình vẫn trả bài bình thường, bọn em có sử dụng các thiết bị điện thoại của bọn em thì vẫn thấy có chỗ để comment ạ. Thì chắc là bước đầu tiên chắc chị sẽ nhờ đệ nhị thân của mình bót bài trước ạ. Nhà 44. Thêm nhà 44 có thành viên.
không comment có ý kiến xíu nha mọi người. Dạ. Thì trong tuần đầu á, ban tổ chức thấy ban cán sự mình có cũng thích nghi nhiều cái công việc cho cái vấn đề mà ban cán sự, cho nên là sớm 4 trưa ngày nay thì 12 giờ tới 12 giờ 30 thì ban tổ chức sớm 4 sẽ chủ trì hỗ trợ về ban cán sự để giải đáp những cái thắc mắc vào lúc 12 giờ 30 hàng ngày trong suốt cái tuần đầu tiên, và nếu mà còn những khó khăn thì ban tổ chức sẽ duy trì tiếp theo. Thì rất mong ban tổ chức của các nhà và ban cán sự để vô để mà mình cùng mình ngồi lại mình giải đáp từng thắc mắc. Thì cái ý này Thịnh cũng học hỏi từ Minh và rất hay, cho nên là Thịnh muốn áp dụng cho cái sớm 4 mình nha. Thì Thịnh cũng gợi ý cho mấy các sớm kia mình cũng có thể mở Zoom mình hỗ trợ trực tiếp mỗi ngày 30 phút thôi. Thì nhiều khi họ còn nhiều cái thắc mắc hay là khó xử gì đó mà họ chưa biết hỏi ai, nhiều khi họ nhắn tin thì lại rối quá, thì thay vì họ vô họ trực tiếp cho nhanh nha. Thì đúng vào 12 giờ tới 12 giờ 30 trưa nha, Thịnh sẽ gửi link Zoom lên nhóm ban cán sự ạ. Cảm ơn ạ. Rất hay ạ. Đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là anh chị em ban tổ chức của từng xóm 12 giờ đúng không ạ? Mình có thể là hỗ trợ, cái gọi là ở đây thì ban tổ chức có một cái Zoom cứu trợ, thì nhà mình có thể là khoảng tầm 30 phút thôi, mình vào đấy mình hỏi phần cách đăng bài mọi thứ như nào để được giải đáp liên tục trong vòng một tuần đầu tiên. Còn từ tuần thứ hai trở đi thì có thể là mình sẽ không cần phải cái Zoom cứu trợ này, hoặc là chỉ cần 3 buổi Zoom một tuần. Đó thì cái đấy thì tùy, nhưng nó rất nhanh và giải quyết được bài toán rất nhanh. Thì ở đây mình thấy là phương án này gọi là phương án xử lý rất hay mà ban tổ chức đã gọi là nghĩ ra được. Rồi còn một cái nữa là cái bài tập của chúng ta trong tuần này á, có một phần mà mình muốn chia sẻ với nhà mình để hiểu chúng ta hiểu cái lý do tại sao chúng ta phải làm bài tập này. Thường á, là anh em trí thức Việt Nam thì có một cái tư duy làm ra các tác phẩm, tức là gì, tại sao chúng ta lại gắn kết được với nhau là khi chúng ta có cái thứ gì chung với nhau. Khi chúng ta có cái thứ chung với nhau á, thì chúng ta làm nhiệt huyết. Tại sao chúng ta phải làm theo cả nhà, tại sao chúng ta phải làm những video mà anh chị em mình gắn kết lại với nhau, tại sao chúng ta phải làm các video? Bởi vì khi chúng ta có hoạt động, chúng ta gắn kết lại được với nhau, chúng ta có hoạt động, chúng ta bắt đầu chia sẻ với nhau, bắt đầu kiến hòa và chia sẻ với nhau, thì mọi người bắt đầu hiểu nhau hơn. Và khi chúng ta hiểu nhau hơn, đấy chính là một cái việc cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể xây dựng được nhóm. Mà như nhà mình thấy, ba cái báu vật lớn nhất của cuộc đời mà thầy Trần Việt Quân hay là bất cứ anh chị em nào đi học người thầy khác, thầy cũng chỉ nói xoay quanh ba cái báu vật này thôi, đấy chính là thầy hiền trí, tủ sách hay và nhóm bạn tốt, đúng không ạ? Thì cái nhóm bạn tốt trong hành trình này của chúng ta thì sao? Đầy đủ cả ba. Hành trình này chúng ta có thầy hiền trí, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có thầy Trần Việt Quân, sẽ có một số vị thầy khác nữa trong hành trình này. Cái thứ hai là gì ạ? Chúng ta có những quyển sách hay, tôi tự học vô cùng tận nhẫn, vô cùng yêu thương. Và cái thứ ba là gì ạ? Nhóm bạn tốt. Và mình thấy nhóm bạn tốt ấy, người thầy ấy, thì chúng ta có thể là ngày có thể gặp lúc này là gặp lúc kia, đúng không ạ? Nhưng mà nhóm bạn tốt ấy, thì có thể là gặp nhau được rất lâu dài. Và khi gặp nhau lâu dài được rồi ạ, thì chúng ta phải có trách nhiệm là thế nào để anh chị em mình gắn kết với nhau. Thì cái việc làm video với nhau phải rất hay nha, phải làm nên rất hào hứng lên, mọi người phải cảm thấy rất happy khi làm câu chuyện đó, chứ đừng có làm cái này là để trả bài cho anh em ban tổ chức là hỏng rồi, đúng không ạ? Chúng ta phải làm là vì nhóm của mình, vì nhóm tôi đang cần sản phẩm này và tôi sẽ phải làm nó một cách đầy yêu thương và đầy nhiệt huyết, chứ không phải là vì mấy đồng chí ban tổ chức giao cho bài tập làm thì mình làm cho nó xong là hỏng rồi. Là như vậy là chúng ta đang làm vì ban tổ chức, không phải làm vì thực sự vì mình nha. Thì đấy chính là cái luận điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ về cái bài tập, về cái bài tập mà là về nhóm. Ở đây một cách làm video, thì nếu như được anh Thịnh có thể là thiết kế buổi đó hướng dẫn một cách làm video ngắn được không anh? Ở đây có chị hỏi là mình chưa biết cách làm video. Đấy thì có thể là anh Thịnh vào tối và sáng sớm mai đúng không nhỉ? Anh Thịnh sẽ hỗ trợ cho tất cả anh chị em nào mà học cách làm Canva thì có thể làm Canva. Còn một số anh chị em mà nhưng mà video thì có thể là phải liên quan cả phần mềm nữa, thì cái này ban tổ chức sẽ nghiên cứu thêm nha, thì sẽ báo lại cho nhà mình. Còn nếu không thì chúng ta lại phải phương pháp tự học, lên trên Google học thôi ạ. Nha, nó đơn giản thôi ạ. Nhưng mà cái quan trọng nhất mình muốn hướng tới cái việc là chúng ta hãy làm sản phẩm này là vì đội nhóm của chúng ta và vì cái định hướng sau hành trình này. Như nhà mình thấy đó, mình chia sẻ là hay, cái đội nhóm trong hành trình này của chúng ta là không phải đi với nhau 2 tháng này đâu ạ. Định hướng của ban tổ chức muốn đưa ra là chúng ta sẽ xây dựng những nhóm bạn tốt đi với nhau cả đời. Đó, đi vào lâu dài đi ạ. Thế cho nên là cái việc này rất là quan trọng. Thì cái việc mà chúng ta làm những cái sản phẩm như này phải vì nhóm mình nha,
không phải vì ban tổ chức, mình muốn một cái điều như vậy. Tất cả rồi chúng ta làm bài tập hàng ngày cũng là vì làm bài tập vì chính mình, chứ không phải là làm bài tập vì ban tổ chức. Và ban tổ chức chỉ là cái chất dẫn, là cái chất xúc tác và cái đề xuất chúng ta làm bài tập thôi. Thì đấy là cái chia sẻ của mình về câu chuyện làm bài tập. Thì trong hôm nay thì ban tổ chức sẽ gửi lại cho nhau mình cái bài tập trong nửa tuần còn lại, được không ạ? Rồi bây giờ là 6:23, chúng ta còn 7 phút nữa để anh chị em mình kết thúc buổi ngày hôm nay. Có anh chị em nào mình có cái băn khoăn thắc mắc gì về câu chuyện cái nội hàm mà mình vừa chia sẻ vừa nãy, thì nhà mình chúng ta có thể là mở mic lên chúng ta chia sẻ, hoặc là chúng ta có thể là chia sẻ cái cảm nhận của mình trong cái buổi học đầu tiên ngày hôm nay, được không ạ? Để chúng ta còn 7 phút cuối để chúng ta gọi là giao lưu chia sẻ với nhau. Rồi cảm ơn chị Di Linh nha, đã thấy chị Di Linh giơ tay này, mời chị ạ. Chị mở mic được rồi đấy. Dạ chào cả nhà. Cả nhà nghe mình nói rõ không ạ? Dạ có ạ. Mình tên là Di Linh ha. Hiện nay là làm tại BKMX Bình Dương. Thì mình là trưởng nhóm của nhà 39. Nhà mình là lan tỏa. Cái slogan của nhà mình là cùng nhau đọc sách, cùng nhau lan tỏa. Thì hôm nay thấy rất là biết ơn Minh đã chia sẻ những cái mà từ ở trong cái tâm huyết của mình và nghe mình chạm đến tim mình luôn đó. Rồi rất là nhiều điều để cùng mọi người học hỏi. Thì giống như chủ đề hiểu và thương thì mình thường hay nói chuyện với thầy Minh Niệm đó. Thì thầy Minh Niệm mới nói là chỉ có tình thương và có sự có chân thành thật sự mới chạm đến trái tim của mọi người được. Thì với mình thì sự giản dị và nụ cười thánh thiện thì mình sẽ chạm đến trái tim tất cả mọi người. Thì thường là sáng 4:30 đến 5:30 là mình thiền. Thì nhưng mà mình cùng với nhóm mình nên mình sẽ đổi lịch. Và cái nhóm của mình cũng rất là tuyệt vời. Thì thường là người ta cũng nói rồi, trong đây mình cũng nói rồi đó, cái việc học đọc thấy hay hay nhưng mà không có hành động thì cũng không có mang lại kết quả gì, và càng trì hoãn thì càng không được. Thì mình nghe Minh nói vậy thì mình có một cái chia sẻ nhỏ cùng với cả nhà. Thì thường mình làm cái gì cũng vậy hết, tất cả từ việc nhỏ đến việc lớn, từ công việc, gia đình hay con cái gì cũng vậy. Thì mình sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn hưng phấn, thứ hai là khốn khổ, thứ ba là hưởng thụ. Giai đoạn hưng phấn là mình nghe người ta nói chương trình vậy đó, trời hay lắm, Minh nói chuyện hay lắm, và tất cả mọi người đều tuyệt vời lắm, vô đi. Nhưng mà vô rồi cái tự nhiên sáng dậy sớm, trời ơi nó khốn khổ. Mọi người sẽ trải qua giai đoạn khốn khổ. Nhưng mà khi cái giai đoạn khốn khổ thì mình nghĩ là có cả đại gia đình, nhà mình nè, xóm mình nè, làng mình, thì mình nghĩ cái điều đó thì mình sẽ vượt qua cái khốn khổ. Thì mình, nhưng mà mình xây dựng được rồi thì cái hướng qua cái hướng khốn khổ đó thì mình sẽ tới cái giai đoạn hưởng thụ thì sẽ có hạnh phúc, an vui và hòa hợp. Nhưng mà được điều đó thì mình cũng phải lan tỏa đến cả nhà. Và lan tỏa giống như Minh hay là Thịnh hay là anh Việt có nói là mình sẽ thắp đuốc lên cùng với mọi người, thì tất cả mình nghĩ là cả Việt Nam mình sẽ, cái văn hóa đọc sẽ lan tỏa rất nhiều. Và đến mình cũng rất là may mắn khi mình đại diện nhóm mình. Cái nhóm mình cam kết là nhóm sẽ không bỏ lại bất cứ ai ở phía sau. Và với cái niềm đam mê đọc sách của nhóm mình thì nhóm mình luôn xem sách là người bạn đồng hành, sách là người bạn tri kỷ, sách là ân nhân, sách là người thầy. Khi chúng ta mà đọc sách đó, thì giống như chúng ta đang trò chuyện với các vĩ nhân. Thì với cái tất cả những cái điều đó thì thật sự là chỉ có trong sách thôi. Khi mà chỉ có trong sách thì con người mà chỉ có sách thì con người mới biết đến cái tình thương, tình yêu nè, cái đẹp hoàn hảo nè. Rồi hãy mà chúng ta nếu mà muốn đọc sách đó, và chúng ta cùng với những người bạn, thì chúng ta hãy luôn biết ơn. Vì lòng biết ơn sẽ mở ra, sẽ mở tâm chúng ta ra hơn. Và đón nhận, khi mà đón nhận được trong sách thì nó sẽ khơi nguồn sáng tạo cho chúng ta nè, giúp cho chúng ta khiêm tốn hơn nè, kiên nhẫn hơn, kỷ luật hơn, và sửa lại chính mình, biết lắng nghe nhiều hơn, được nhiều vốn từ hơn. Đọc những cái quyển sách hay sẽ giúp chúng ta thay đổi cuộc đời mình. Và nhóm mình thích nhất cái câu mà việc đọc sách rất quan trọng, nếu bạn biết đọc, biết cách đọc thì cả thế giới sẽ mở ra. Ngài Barack Obama có nói vậy. Và với cái quan điểm và khi bạn thay đổi thì cả thế giới thay đổi, cuộc đời bạn thay đổi,
thì xung quanh của bạn thay đổi. Dạ, cảm ơn, xin hết. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Rồi, cảm ơn chị Di Linh nha, những chia sẻ rất tâm huyết của chị. Chúng ta còn 2 phút. Có nhóm mình nữa. Đây là tâm huyết của cả nhóm mình đây. Rồi, cảm ơn ạ. Rồi, dạ. Mời bạn Hậu ạ. Hôm qua thì mình cũng có biết là Hậu cũng đang bị sốt đúng không ạ? Mới đi tiêm vaccine về bị sốt. Rồi, nhưng mà sáng nay vẫn dậy sớm để học với nhà mình, rất là cố gắng đúng không ạ? Rồi mời Hậu chia sẻ. Chào cả nhà nghe rõ Trọng Hậu không ạ? Yes. Ok, ok. Trọng Hậu thì hôm qua cũng có chút sốt, nhưng mà khi mà có cái mục tiêu cũng như là có những cái thứ mà liên quan đến những cái đam mê của mình thì tự dưng là người nó khỏe lại. Và sáng nay thì không biết bằng lý do nào đó thì 3 giờ 33 phút tỉnh một lần. Sau đó thì tỉnh lần thứ hai lại 4 giờ 33 phút. Và một điều kỳ diệu đó là lúc đấy thì chị Việt chị có nhắn tin là cả nhóm mình vào Zoom đi. Thì lúc đấy bình thường mình đặt báo thức là 4 giờ 40 thì mình ở thành viên của nhóm 33. Đấy, tức là ngôi nhà số 33. Mà lại đúng cái lúc 4 giờ 33 mình mở mắt. Rất là hay. Và cái điều mà Trọng Ngộng muốn chia sẻ ngày hôm nay ấy, về tức là đầu tiên thì cũng phải nói là rất là cảm ơn ban tổ chức và đặc biệt là bạn Minh là có chia sẻ về cái cách mà chúng ta quan sát đúc kết. Thì ở đây thì với cái kinh nghiệm cũng như là một số những cái mà trong quá trình đọc sách của Trọng Ngộng trong suốt hành trình là 81 ngày vừa rồi, với một số những cái kinh nghiệm về đọc sách của Trọng Hậu ấy, thì Trọng Hậu có một số những cái rất là ngắn gọn để cho giúp tất cả các cái anh chị cũng như các bạn mà đọc sách hiệu quả ấy. Thì đầu tiên là nó có một cái để chúng ta có thể gọi là đọc hiệu quả, thì đầu tiên chúng ta phải lưu ý này. Đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn cái không gian và thời gian, tức là không gian nó phải thoải mái và thời gian nó sẽ là thời gian mà chúng ta nên chọn cái thời gian mà nó cố định. Ví dụ như hàng ngày, buổi sáng 20 phút hay 30 phút là khung giờ đấy, vào ngày đấy, khung giờ đấy, chúng ta ngồi đúng cái vị trí đấy, chúng ta đọc. Và khi lúc chúng ta đọc ấy, chúng ta hãy vận động nhẹ này, khởi động nhẹ này, hít thở này, có thể uống một ngụm nước này trước khi đọc này. Rồi bắt đầu chúng ta đưa ra những cái tiêu chí, ví dụ như cái quyển sách đấy chúng ta muốn học điều gì. Hãy gạch nhỏ ra 3 cái đầu dòng là chúng ta muốn thay đổi điều gì hay là chúng ta muốn một điều gì đó, thì chúng ta hãy liệt kê nó ra. Sau đó thì chúng ta sẽ đọc, có thể đọc. Ban đầu chúng ta chưa quen ấy, không cần vội đọc nhiều đâu. Đọc chậm từng chương và thả hồn vào nó. Và sau khi mỗi một cái chương đấy thì chúng ta sẽ đúc kết. Giống như cái việc mà lúc nãy mình chia sẻ ấy. Thì chúng ta đúc kết xem là chúng ta học điều gì. Và để chúng ta đưa nó vào trong quá trình thực tế và ứng dụng. Đó là một số những cái mẹo rất là nhỏ thôi. Nhưng mà nó giúp cho mình, thứ nhất là cái năng lượng của mình. Thứ hai là mình tập trung và mình ghi nhớ cái chương của quyển sách này nó rất là dễ. Đấy. Và Trọng Hậu đang ứng dụng cái đó và thấy rằng là cái việc mà nó mỗi một cuốn sách ấy, mình đọc thì sách nào cũng thấy hay. Đấy. Nhưng mà khi mà mình phải đọc cái cuốn sách nào mà ưu tiên cái việc mà mình đang lựa chọn cái kỹ năng nào mình cần học trước, kỹ năng nào mình học sau ấy, thì mình sẽ phải chọn cái sách ưu tiên. Tức là mình còn phải đặt chế độ ưu tiên cho cái việc là ví dụ trong thời gian này, ví dụ như bạn nào mà đang cần về học về cái khả năng thuyết trình chẳng hạn, thì mình phải nên ưu tiên đọc những dòng sách như kiểu là thuyết trình đúng không? Đọc những sách về giao tiếp đúng không? Thì đó là những thứ mà chúng ta phải lựa chọn khi chúng ta đang yếu cái gì, biết chúng ta đang yếu cái gì rồi thì chúng ta hãy đọc những thứ mà chúng ta đang cần cải thiện đó để chúng ta nâng cao bản thân mình trước. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục update, tiếp tục đọc những cuốn tiếp theo. Đấy, thì đó là những thứ mà chia sẻ của cháu rất là ngắn bởi vì bây giờ cũng là 6 giờ 31 rồi. Thì chúc cả nhà buổi sáng luôn tràn đầy năng lượng và sẽ trong hành trình này chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, cùng nhau gọi là giúp đỡ nhau để chúng ta đạt được mục tiêu chung. Trọng Hậu xin nhắc lại, đó là một cuộc cách mạng văn hóa đọc. Ok. Cảm ơn chia sẻ của Hậu và của chị Linh nha. Và có lẽ là đây là cái kết đẹp cho buổi ngày hôm nay. Chúc cho chúng ta sẽ có một cái ngày mới nhiều năng lượng và nhiều cái bài học giá trị. Và đừng quên đọc sách nha, cứ đọc trước đi ạ, cả nhà mình cứ đọc trước đi, đừng đợi ban tổ chức phát động thì mới đọc, bởi vì tuần sau chúng ta mới chính thức đọc. Tuần này chúng ta hiểu bản thương nên nếu như có thời gian thì hãy đọc trước đi rồi ạ. Và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập thật tốt và có được nhiều sự chuyển hóa trong giai đoạn đầu tiên này. Và chúc anh chị em sẽ có một cái ngày mới nhiều năng lượng. Rồi chúng ta cùng nhau mở mic lên, chúng ta dành cho nhau những cái câu chào tất cả làng của mình. Mở mic lên và chúng chào nhau nào. Chào mọi người.
kiểu